Anh bạn đi xem sao rồi? Xem mỗi tình. Đồ cho em. Chào anh. Đây. Đây này, bây giờ hết sáng này đi có như ấy, bây giờ uống trà đá này. Đi đâu ngồi trước cửa uống trà đá. Xem có thấy biểu tình. Đâu có tiền uống cà phê đâu. Sáng mất mấy chục ngàn tiền xăng đi live cho mọi người coi rồi. Đây đâu có gì đâu, người ta đi nè, người ta đi ngồi bình thường, có gì đâu, biểu tình nè. Ta ngồi đây chỉ nè. Có biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh thôi, thành phố Hồ Chí Minh sáng nè. Lấy xe ra đi một vòng. Bây giờ thành phố Hồ Chí Minh rất yên tĩnh. Lát em cho nghe, sáng ba que nó lấy số điện thoại em á, nó điện cho em nè. Nó lấy số điện thoại á, nó điền với em sáng vậy. Đấy. Anh đang ngồi ở đâu vậy? Anh đang ngồi bên bạn anh, bây giờ 30 mấy năm rồi, thì vào Sài Gòn chơi với nhau thì vừa rồi phát hiện anh bạn anh là rất giỏi lịch sử, cũng lên trên cộng đồng mạng này chống ba que. Em chào anh Trọng. 30 mấy năm trời. Mà mình xóa cái bạn mình làm sao mình lại xót ông này. Dạ. Mình bảo là thôi những cái bạn ngoài xã hội các thứ chơi em mình xóa đi chào. Nhưng mà cuối cùng làm sao là xóa xót ông ấy. Thì em cố tình em xóa mà này. Nhưng mà xóa xót anh ấy, thì anh mới biết em chơi Facebook kiểu này. Mình lên mình chống ba que. Anh ấy cũng chống ba que, thầy cũng hai anh em ấy. Bạn Nhật gặp nhau nhưng mà ông đâu có đưa mặt ra đâu. Đấy hôm nay cho ông ấy chọn lộc mặt trên cộng đồng mạng. Không biết này. Ôi à, nói cho anh nghe, lát em bực lên cho nghe. Sáng ba que nó điện cho em sớm lắm, nó điện bằng số điện thoại nha, nó lấy số điện thoại của em. Ông này điện em từ lâu lắm rồi. Sáng cũng em đi học mỗi người mỗi kiểu khác nhau, nhưng mình không thể áp dụng được người khác vào mình được. Sáng ba que nó rủ em đi biểu tình với nó. Trời ơi, hôm nay là cái ngày gì mà mặc áo đỏ mà mũ đỏ rồi. Ngày hôm nay là mình phải lấy màu đỏ chứ. Đúng không? Mình phải lấy màu đỏ chứ. Kêu đây là ngày biểu tình mới qua em bằng màu đỏ thôi chứ. Màu đỏ thôi. Đỏ cả người luôn. Đỏ từ chân tới đầu luôn. Anh nghe. Ngoài mình đại đá. Tham gia chiến dịch Điện Biên. Ôi thứ bảy buồn quá. Coi như là sáng em mất. Nhưng bây giờ về có phải tiết kiệm, không dám uống cà phê, uống trà đá đây. Sao Agui sao mà đeo đổ đèo giữ Agui xem coi là biểu tình chưa ta. Trời ơi hôm qua Agui vào anh đưa lên một tí để anh dán cho nó mấy phát. Cái thằng ấy mình không ấy được. Không thể nhân nhượng với nó được. Bây giờ Tôi còn cái loại mày không xứng đáng để lên cái kênh của tao. Áo đỏ đẹp chứ. Trời ơi, đã nói là lá cờ Việt Nam.
Anh xuống đây em mời ai mời nhá. Anh nói chuyện với bạn anh cái nhá. Rồi, ok. Đây nhá, khi xuống tại vì này, đúng rồi, lúc nào anh nói tôi là cái cộng sản mà đồng đội màu đỏ chứ. Đúng không? Phải đỏ hết phải không? À, hôm nay là ngày Việt Nam mà. À lâu quá không mời mà Minh Thảo lên tí xíu cơ. Mời Minh Thảo lên tí xíu, lâu quá không gặp em. Hà My chào hết tất cả mọi người anh em nha. Em chào anh Nguyễn Nhàn. Kể lóc làm chi, không sao đâu à, khách chứ. Có gì đâu mà mình lóc. Mình có gì đại à, mình cứ đối diện với bình thường thôi, mình có gì đâu lóc, đúng không? Mình có lóc. Mình không phải giống như cái tụi chống cộng cực đoan. Tụi nó chống cộng cực đoan, nó sợ nghe sự thật nó mới lóc, đúng không? Còn mình á, mình đâu có gì đâu mình lóc. Mình sự thật mà. Từ ra nó chửi Bác Hồ thì mình lóc. Chứ còn đang mời Thảo á. Ê bên nào vậy? Bên nào biểu tình lớn vậy? Bên nào biểu tình lớn? Mấy cái coi. Chỗ nào vậy? Đang mời Thảo mà sao lâu vậy ta? Đang mời Thảo mà lâu quá. Không, sáng thấy cộng sản người ta ngồi uống cần gì phải biểu tình đúng không? Này, dân dân người ta ngồi thư giãn này thấy chưa? Thấy không? Đây, cái người vậy nè, đây, ta chống gì, chống gì? Tôi đâu có ai lãnh đâu đi chống. Không, mình đẹp cho nó nghe. Mình có gì đâu nó báo bình luận. Có gì đâu, mình sống phải đúng sự thật, đúng không? Mình phải sự thật. Nếu mà mình á, mình mà chặn người ta đâu có biết Việt Nam mình như thế nào, mình không có chặn để cho họ nhìn thấy. Mình sống là mình phải để cho nó nhìn nhận, để coi là ngày hôm nay này biểu tình như thế nào. Hôm nay biểu tình được không? Đúng không? Có gì đâu nhìn nhận đó. Tôi bằng màu đỏ mà, đúng rồi, ngày hôm nay màu đỏ là màu chiến thắng. Màu đỏ là màu chiến thắng của Việt Nam, đúng không? Phải Hà Huy. Hà Huy đúng không? Cháu của Đào Vinh Quân. Màu đỏ là màu chiến thắng. Tại sao tướng mặc màu đỏ? Đây. Đây là một đỏ cả người luôn. Chiến thắng mà, Việt Nam chiến thắng mà. Gì? Sống phải có sự thật. Đúng rồi, công sống đúng phải thật mà. Ôi, chị xem được thôi, không lên được hả? Ai lên thì Hà My mời lên. Hà My sống là phải sự thật mà. Đây, cộng sản đó, ok, cộng sản ngồi đó, cộng sản ngồi đó. Quá bên kia nó còn đông nữa ha, quán kia đông lắm. Lát mình cho thấy. Đây, tất cả mọi thứ. Người ta ngồi sâu. Sướng lắm, mát lắm. Ok chưa? Đúng không? Xem thôi hả? Nhà có ai lên được hả? Mời A Quy này hi. À chào Tuyết Phương Phạm. Lên nói dốc chơi. Nói dốc gì? Nói dốc gì? À đúng rồi, ngày hôm nay ngày chiến thắng của Việt Nam. Ok. Đấy, Việt Nam đó. Đang ngồi đợi coi thử biểu tình tới nay. Em chào anh Thanh Tùng. Thanh Tùng, các anh lên thì mình mời lên, lên tăng dốc coi. Đây biểu tình tới đâu rồi? Ai quy kêu gọi biểu tình tới đâu rồi? Ai quy kêu biểu tình tới đâu rồi? Nói nghe coi, nói nghe đi rồi tôi mời lên cho, nói nghe đi. Đây này tăng dốc. Kêu gọi dân dân biểu tình tới đâu rồi? Quên đi, để cho anh em sáng mà qua nó rủ tôi đây nè ha. Tôi có lưu đây nè ha. Nhắn tin hả? Chửi tôi dữ lắm. À, nhắn tin chửi tôi khiếp lắm. Ha, đây.
Đây, bà quen chửi tôi nè. Đây. Đủ tôi đi biểu tình á, mà tôi không đi biểu tình. Từ từ đã Quy, từ từ cho coi nha. Từ từ cái đã rồi lát tôi mời lên cho. Cái số điện thoại này là của thằng bà quen này, nó hay điện tôi lúc này đây. Hôm trước tôi đăng lên lần cái nó lóc tôi nè. Chúng ta nó báo cáo Facebook của tôi nè, thấy đọc được không ta, đâu được ta, ai để nó đây thằng này bấm thức tôi đăng lên lần là nó lóc Facebook luôn á. Đây chửi lâu rồi ha. Đây thằng này nè, đây sáng nó điện tôi sớm lắm, tôi có ghi âm đây nè, sáng điện sớm lắm. Nó chửi con bưng bô cộng sản nhiều lắm, tôi lưu lại hết cái số điện thoại thằng này nè. À, hình như người ở Quảng Ngãi á, người Quảng Ngãi gần Nha Trang gì của Quy đó. Giống như em út gì của Quy quá ha. Tôi có ghi âm sáng điện tôi sớm lắm ha. Giờ tôi cũng đăng lên nè, đăng lên là bị mất Facebook liền. Sáng điện tôi rủ đi biểu tình ha. Đây để coi thử nghe là cái thằng này nha, để tôi coi nè, để coi cái âm nằm ở đâu ta. À, sao nhớ tôi sao điện quay trời. Đi uống cà phê. Ủa bộ mà đi chống cộng mà phải lại đi uống cà phê à? Xuống coi mấy thằng á, không đó. Đâu có, tôi đang đợi bao que, nếu mà đi chống có xuống đường không, để qua xuống đường để kiếm cái quần của Việt Cộng không. Hồi xưa chạy tù quần á, rồi để Việt, tới đòi lại á, tới đòi lại Việt Cộng á. Đó, đó, như anh em nhất của Quy sao á, rủ cái đi bữa tình nè. Đó. Ủa sao bà quen nó lượm lon vậy? Rủ uống cà phê. Nó nghèo quá nó lượm lon. Nó không chịu đi làm hả? Nó chủ không có tiền nên nó lượm lon chứ sao? Ủa tôi nhớ hình như bữa trước anh chửi thu dữ lắm mà. Nó đâu có chậu, nó nghèo lắm. Nghe chưa? Thu dữ lắm mà sao giờ anh điền tôi giờ vậy? Đang uống cà phê ngon. Tôi hỏi nè, bữa trước anh đang điền anh chửi tôi mà. Hả? Lấy số điện thoại điền luôn hết nha, ngày nào cũng điện á. Xuống tôi xuống đi hình như anh em gì với Quy là sao á ta, nhớ vậy á. Anh chống cộng gì được bao nhiêu tiền vậy? Đây nghe không cả nhà, rồi tôi là cội đỏ sao vàng mà. Đâu, tôi một bận đất tôi thấy anh chửi tôi mà, anh nhắn tin tôi, anh chửi tôi địa băng, địa chó hết. Tôi là cờ đỏ sao vàng. Anh đang chống cộng mà, anh đang chống cộng, vậy là tôi bên kia đã anh nhiêu tiền? Tôi hả? Tôi chống cờ vàng ba sọc đỏ. Ủa sao bữa trước anh nhắn tin anh chửi tôi băng địa chó? Cái này giống phe của Âu Quy như vậy hả? Giống phe của Âu Quy như vậy. Sáng rủ tôi đi uống cà phê rồi chống cộng phải không, rồi đi lùm lon đấy, phải A Quy không? Em chào anh Quang Quang nha. Mình đi phải không, người ta rủ tôi đi uống cà phê, đi rủ chống cộng ha, rủ lúc đầu là tán yêu không được ha, tán yêu không được, bắt đầu chửi bằng bị chó bưng bô, sau rủ uống cà phê chắc nghi là anh em gì với A Quy quá. Nghe cái tiếng giống giống ngoài Nha Trang quá vậy. Còn ngại Nha Trang gì đó quá vậy. Lòn hàng rồi Hà My không biết nữa. Thấy không? Ông này xiên lắm. Lấy điện thoại điện mình không à. Không có điện qua Singer đâu. Rủ mình đi uống cà phê nữa mà ghê này. Cái số điện thoại này nha. Ủa chứ Hà My đăng lần rồi. Để xin cái này. Ủa chứ Hà My đăng lần rồi. Cái nó báo cáo Facebook Hà My mất trắng luôn. Đây cái số này nè, cho cả nhà xem nè.
dài lắm, nói dài lắm. Đây mà tôi rào vô Facebook mà không chơi Facebook, cái số này này chửi nè, mà giờ đăng lên là nó báo cáo Facebook. Người này là đó. Cái số này này, số này cả nhà nhìn này, quay ra ra cái số cái ông này là chống cộng ở Việt đất nước nè. Đây đây đó, nhà thấy không, cả nhà thấy chưa, chửi tôi ghê lắm, mà điện thoại là rủ đi uống cà phê. Đây đây đưa cho em, đây đây cái số này nè, em chụp đây 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 đây. Bữa hôm trước hả, rủ gì tôi yêu cô à, tôi thích cô Hà My lắm, rủ cô Hà My đi Đà Lạt, à rủ Hà My, cô Hà My đi Vũng Tàu, rủ không được, chửi bằng con đĩa chó bưng bô. Đây cái số này nè, giờ đăng lên là nó mất Facebook. Đây à, rủ không được là chửi con đĩa chó bưng bô cộng sản đó, yêu cũng được, hai hai xin chào. Yêu cũng được là chửi con đĩa chó bưng bô, trời kỳ quá, mờ lắm. Để lát hả, để đọc số điện thoại nha, mình đọc nha, đọc số điện thoại nha. À không, đây đây, à, Hà My chúc nha, ông Quý đời chúc nha. Một ta tự nhiên mình đâu ta. Số điện thoại là không không gì ạ, 09 0914 là sao ta, tự nhiên quên, nó nằm trong cái máy này nè, điện trong cái máy, điện cái máy đang like á, cái máy này chụp lại là số đầu là sao ta, số đầu là không đọc nhìn vậy là biết quá, mình không đọc cái số đầu nó đuôi cái nó không phá. À, phóng to ra, quên phóng to ra, quên. Đây số này nè, đây cả nhà thấy chưa, đây số đây số đây số đây nha, thấy rõ chưa, chửi nè chửi nè chửi nè đó, chửi nè, điện thoại yêu đương không được, nhắn tin yêu đương được, chửi. Chào Hiếu Trần, bao quen chơi ngộ lắm, sáng nay đồ dần rủ đi xuống đi uống cà phê rồi nói là đi lùm lon, à tao nói ừ đúng rồi, đi đòi cái quần của cộng sản lại hả, khổ ghê vậy. Đúng rồi, đúng công nhận hả, ông Quy rành ghê luôn á, ông Quy rành ha, đúng rồi đó, ông Quy đưa đúng số luôn á, đúng số luôn á, chắc số bà con gì của ông Quy phải không hả. À ba que mà điền chị nhắn tin yêu, à, lúc đầu là yêu cô Hà, tôi thích cô Hà My, à, rồi cái nói gì của anh ơi, à rủ cô Hà My đi Đà Lạt, đó Đà Lạt nhà có 6 cái rồi, à, đi Vũng Tàu đó, thôi Vũng Tàu biết rồi, cái quê quá, tôi cưới cô Hà My, tôi mua máy vi tính cho cô Hà My lên mạng tối ngày, không được, xong bắt đầu tức quá chửi, à con đi con đĩa chó bưng bô, con đĩa chó bưng bô, à, xong rồi sáng nay là điện alo, à, cô Hà My đi uống cà phê, đi xem người ta biểu tình, ủa đi biểu tình, đi đòi lại cái quần hồi xưa của chạy tù quần, rồi đòi lại quần của cộng sản hả, chạy tù quần giờ đòi cộng sản là trả cái quần á, kêu cộng sản trả lại cái quần hả, tức quá, lưu lại tiếng nói. yếu không được chửi. Trong đó có Hoa Que không Hà My, có tao Hà My like vậy chắc theo dõi biết, cái số này nó không chơi Facebook hay sao, số đó đó
số của Awi mà vậy hả? Ủa Awi hả? Đây đây đây. Phải số Awi không? Chắc con cháu gì Awi nè. Trời ơi, anh nhắn tin tôi chửi tôi còn giữ tay mà. Anh chửi tôi bằng con đĩ này con đĩ kia mà. Chửi hả? Vậy là chắc rất quá nhưng ba quen nói lượng ngang nhau. Số của anh còn mà, sao mà ba quen nào được? Giờ thí tiền lại được rồi. Tiền gì? Số của anh luôn mà. Đang điền nè. Nó lượng mang cháu á. Anh nhắn. Máy của anh mà sao nhắn được? Không được. Ôi giời ơi, anh ba que mà. Anh hả? Ừ. Anh ba que nó trả anh nhiêu tiền mà chống cần vậy? Anh có một que à. Ủa nó trả anh bao nhiêu tiền tháng vậy? Anh một que chứ không phải là ba que. Anh nó chống anh đi chống cần về nó trả anh nhiêu tiền, tụi hạng ngoài trả anh nhiêu tiền? Đâu có. Hả? Hả? Trả ông hết bao nhiêu tiền đi chống cộng. Coi ngày hôm nay biểu tình nó trả nhiêu tiền. Đúng rồi nghe Huy. Có một quê à. Rồi để từ từ tôi cho Huy lên coi nói sao. Có thể thử ngày hôm nay không? Có cùng mấy người nói là ngày hôm nay là cái ngày chiến thắng của Ba Que là đắc độ cộng sản đó, là ngày hôm nay lịch sử của Ba Que phải không? Đúng không hả? Tôi sẽ cho lên một tí đó coi thử lên nói gì nha. Coi thử chơi rip nít hả? Coi thử đừng rip nít. Chơi đừng rip nít. Đưa mặt ra đi. Đó. Thôi đã đưa mặt ra. Đưa mặt ra đi. Chơi đừng giấu mặt. Ra được. Bướng qua. Tôi nói là bướng. Chào My và chào tất cả. Chào tất cả. Khoan. Chào My và chào tất cả anh chị em. Ngày hôm qua đưa mặt ra mấy người cứ chửi quá trời luôn. Bà An Nhiên á. Bà chửi. Bà kêu mình là nghe em nhở. Kêu mình xấu. Hiểu không? Mặt ra bị chửi quá, bị đứng luôn rồi, yếu xìu. Đưa mặt ra bị chửi quá. Rồi. Yếu quá, các bạn bị yếu quá, em lên không được, nói chuyện không được rồi. Hello. Hello, nghe chưa? Nghe rồi, mà đã nói muốn đưa mặt lắm mà ngày hôm qua đưa mặt ra bà con vào chửi quá. Vào chửi. Đại dấu là dấu luôn. Bà đã đưa mặt là đưa bà luôn. Bà con chửi quá, bà con nói mặt kìa nham nhở, mặt ghê, mặt thì xấu quá, xấu xí làm cho người ta để ý, làm nhục cả đêm ngủ không được đây. Cho nên nó khỏi. Bé. Mờ nhờ. Nghe không rõ trời. Nhất là cái nick mà Nguyễn Hiên gì nè. Nguyễn Hiên cũng qua cũng nói xấu quắc luôn rồi, cho nên thôi. Là mình không dám đưa mặt đâu. Ủa mà sao yếu quá ta. Hello. Cái số hồi nãy đó. Nghe rồi. Cái số hồi nãy là gì không? 8499-404-7571. Số quen quá mà, số của IQ. Số của IQ. Đọc. À, đọc rõ luôn. 8499-404-7571 gọi đi, kêu pick up phone liền. Trời ơi. Ơi ơi. Trời ơi, vậy anh em ở đâu trong trong nước vậy? Đúng rồi, trong nhóm Phục Hưng, trong nhóm Phục Hưng. Nhóm Phục Hưng của IQ. Hay ăn gì? Lâu nay hả? Để phục tu hả? Không có gì đâu thì hôm nay điện thoại hả, giấu giờ người giấu mặt phục tôi hả? Ê. Ê. Cái gì kỳ vậy? Chơi gì kỳ vậy cô? Hả? Đâu có gì đâu, có làm gì đâu trời. Đường chính chính mà nói thẳng đâu có gì đâu. À đường chính chính sao không điện được tiếp mà điện nhờ người ta điện chi vậy?
Thì điện trực tiếp không bắt có phone nên giờ người ta chứ sao giờ. Chứ gì đấy. Bây giờ nói chơi thì sao? Ủa hôm nay bên đó có biểu tình bởi gì không? Ngày hôm qua EQ kêu gọi là không nên biểu tình nhớ không? Nghe qua không? Anh Quy là cái đơn vị gì? Anh Quy là cái đơn vị gì mà kêu gọi ta? Đừng nói câu đó nha. Đừng nói câu đó nha Mi. Đừng nói câu đó. Tại vì sao chưa chắc nha, coi chừng có ngày EQ về bên đó là thành một người đứng mà mình không nói trước đâu. Ôi, anh Quy là trả ra cái đinh rỉ gì hết á, không có lo cái đinh rỉ gì hết á, tốt nhất. Đinh rỉ thì không có, nhưng mà cái đinh này nó không có rỉ được, tin không? Phục Hưng sắp tới nơi rồi. Đúng rồi, Phục Hưng à, cái này là cái gì á? Bây giờ, cái này kêu Phục Quốc hỏi... quá, Phục Quốc, Phục Quốc. Bây giờ anh kêu hỏi Hà Mi có hiểu cái chữ phục hưng có nghĩa là gì không? Hiểu không? Có thử. Đối với Hà Mi không cần phải hiểu cái chữ phục hưng phục rồi, vì đó là tại vì cái tư tưởng, thấy không? Cái tư tưởng mỗi người cái ôm mộng thì cứ có quyền để ôm mộng, tại vì ở đất nước Mỹ mà nó có quyền tự do, có quyền để mơ mộng, không? Còn ở Việt Nam thì không cần phải ai mơ mộng. Bây giờ đất nước đang ngồi ê sướng và tổ luôn. Em không ở đâu vậy? Đúng. Nó Việt Nam quá sướng. Đó, nói gì nói gì nhưng quê hương Phục Quốc hả? Đúng. Phục Quốc hả? Không có đâu, không Phục Quốc đâu. Mình nói gì chứ Phục Hương cái gì, Phục Quốc cái gì. Bây giờ EQ nói với Hà My này thì bây giờ Hà My có tin vào cái chiến sự của Biển Đông không? Có tin không? Bây giờ mình nói thiệt nha, mình không có giỡn nha Mike Tyson. Cái tin vào cái chiến sự của Biển Đông không? Tình hình thế giới Biển Đông như thế nào có hiểu không? Thôi, đó ở đây rồi, tôi không cần nói cái vụ Biển Đông chuyện đạt gì đây đâu. Ok rồi. Ok hả? Nói thì thôi. Tối lên đây okay, là ngồi nói chuyện đây với nhau vui không? Còn không, ông Huy thì cũng đợi tốt nhất, đừng lên hôm nay đừng có lừa đảo dân nữa, đừng có lừa đảo dân nữa, đúng không? Đừng có miền dân nữa, đừng có lừa đảo dân nữa. Xưa nay EQ đâu có làm gì mỹ dân đâu hả mấy? Đâu có làm gì đâu. Cái gọi là hả mấy kêu gọi là lừa dối dân, lừa đảo dân. Không có. Mấy người này nào cũng là nó đi. Đất nước sắp sụp đổ rồi, sụp đổ rồi, bán đất cho Tàu rồi, bán đất cho Tàu rồi, mà toàn là Tàu lao không à, ngày nào cũng Tàu lao, thấy không? Nhầm rồi. Ê không, mà ngày hôm nay là Hà My thấy gì, thấy thằng My Rương Trột á, mặt nó sưng quá nè, nó đang lai chim, nó đang lai, Tàu xuống đâu, xuống hầm, đâu xuống hầm. Thì kêu nói rồi, kêu đâu có gì ủng hộ bữa tình đâu. Cho nên đâu bây giờ kêu gọi là nhớ ngày hôm qua không? EQ nói không nên xuống đường biểu tình rõ ràng mà. Cho nên mọi người đã nghe lời EQ rồi, không xuống đâu. Khi mà EQ phất cờ, khi mà EQ phất cờ là mọi người phải nghe. Bây giờ họ biết các người lừa rồi, thì đâm ra thì không có thể nào nữa đâu. Biết các người lừa rồi, chứ không phải là cái lời nói của EQ. Đừng có từ nâng cao bản thân mình lên quá, đúng không? Ok. Đừng nâng cao cái bản thân của mình lên quá. Tại vì dân biết rồi, dân biết những người chống cộng cực ngu. Là dân không thể nào đi xuống nữa. Thì đông ra A Huy đừng có từ nâng bản thân mà lên nhá. Ok, nó chỉ vui vẻ đi. Ok, vui vẻ, nó nguy hiểm lắm Hà My. Tại thấy gì chứ thật giả giả, dạ, thật. Để kêu giỡn chơi gì thôi. Chứ thật sự đằng sau cũng là những cái gì đó không biết đâu. Cái này là thiệt. Cho nên kêu nói vậy thôi ha. Mình nói giỡn thôi, vui giỡn cười. Nhưng mà đừng bao giờ khinh thường địch thủ nha. Nha, nhất là những người không ra mặt. Nguy hiểm lắm. Cũng là dân thôi. Tôi là dân thôi, đúng không? Tôi là dân. Ok. Nên chi á, còn mà nói bên mà quân đội dân dân và chính quyền và cộng sản á, thì các người không có biết đâu. Còn tôi là dân thôi. Đúng, chắc là... Tôi là dân thôi, đúng không? Không, tôi là dân, nói cũng... đúng. Nay kêu nói chơi chứ thật sự an ninh cộng sản nó giỏi lắm, không ai mà làm gì được đâu, ló đầu ra nó bắt hết. Đúng không? Cái vụ mà ngày 10 tháng 6 đó. Em nhớ cái vụ ngày 6 tháng 10 không? Hay là 10 tháng 6? 6 tháng 10. Ha? Ngày đó là gì? Bắt nóng, bắt nguội, bắt không còn một tên. Làm sao mà xuống đường, đúng không? Cho nên không đừng bao giờ kêu gọi xuống đường. Xuống đường là một cái ngu. Nên EQ không bao giờ kêu gọi xuống đường biểu tình cả. Nếu xuống đường biểu tình... Giờ Hà My nói cho nghe nè. Tại vì á... Hà My nói cho nghe tại vì... Dân Việt Nam không phải mấy người nghĩ là người ta ngu đâu. Người ta vừa đâu. Biết các người đang lừa dối, đúng không? Lừa dối, lừa dối dân là nói là bán đất cho Tàu, bán đất cho cộng. Chỉ có cái tốt mà cái loại mà ngu mà chú cội trong nước này ngu, thấy không? Ngu. Đúng. Không ăn rồi không chịu đi làm.
Chẳng qua là các người lừa qua lừa lại giống như này. Các người ấy, thì lừa các người bên kia, thì bên này á chúng tôi mà nó lừa lại các người để kiếm đồng giống như 100 đô, 200 đô để ăn mà. Chỉ đơn giản thôi, kiếm 100 đô, 200 đô để ăn. Chứ có gì hết. Cái ai ngu đúng không? Còn như dân đây nè, đó, dân đây người ta đi làm việc có tiền cho tụi cha gì mà đi theo các người làm gì đúng không? Đúng đi theo rồi, gì, ta làm rồi, gì, ta ăn bát thư giãn, ta ngồi ta uống cà phê, rồi ta ngồi ta chơi, ta thưởng thức cuộc sống của người ta và đơn giản vậy thôi. Mắc mớ gì mà phải... Hai dữ sang, chào người đẹp dữ sang. Đúng không? Bây giờ hai Mỹ nè, bây giờ ai kêu hỏi thật nè, hè năm sau ai kêu về Bình Dương có đi uống cà phê với Hà My được không? Tại cái quán này nè. Nếu mà về được thì Hà My vẫn uống sẵn sàng. Ok. Ok, một mình Hà My thôi nha, đừng có dắt theo đàn anh đàn em nguyên cả nhóm DPW là không được nha. Một mình nè. Hà My à. Đúng. Okay. Đừng có nói câu đó. Ở Việt Nam ở đây người ta sống rất là công bằng, không phải là độc tài như bên chỗ ở Quyên suy nghĩ đâu nha. Rồi chấp nhận. Mình sống rồi. Là có quyền tự do với là con okay. Người không bao giờ áp đặt vào ai hết. Không có độc tài như bên đó bên các người nghe. Nói cho Awi okay. Biết nên Awi nếu mà về Việt Nam được Awi sẵn sàng ngồi uống với Awi nếu còn đúng okay. Như vậy mình rồi quyết định đâu có gì đâu tại vì sao mà các người có ngày cứ nói là đất nước Việt Nam là bán cho tàu bán cho còng sắp mất nước rồi các người đang lừa rồi. Dối dân đang lừa đảo cho những người thiếu hiểu biết thấy không rồi họ mới cần đồng tiền đã bắt đầu các người suối các người nào đi biểu tình ở đất nước Việt Nam nè. Awi nếu mà yêu thương đất nước Việt Nam thì nên xây dựng cho đất nước Việt Nam chứ không phải là đi lại chống cộng là cực đoan. Đúng. Nhá. Chống đâu? Chống đâu? Khoan, ngưng lại nha. Hồi giờ IQ có nói chống cộng không? Đưa bằng chứng nào ra? Có không? Không có. Cái bằng chứng thì mới tìm được cái bằng sáng tạo. Không có diễn đàn. Thì cái đó là mình đã. Rồi đi bầu cử cái gì? Đào Minh Quân gì đó. Cái đó là Đào Minh Quân. Cái đó là. Tôi kêu Đào Thục Quân không à? Ghê vậy. Sao chạy Thục Quân rồi. Không. Đi thằng sao cũng được. Hồi xưa chạy tuột cái quần, bây giờ các người muốn quay về là cái quần của cộng sản. Hồi ra cộng sản lại đá cái quần, ác ghê luôn á. Thì Hà My muốn nói gì sao cũng được. Tại EQ muốn nói như vậy. Thật sự EQ chưa bao giờ nói lật đổ cộng sản nha. Chưa bao giờ mà nói xấu nha. Không có. Thế cho nên mấy người, tại mấy người ở đây ghép cả nhà yên tâm đi, Hà My nói được mà. Đúng, thật sự EQ không có cái gì mà móc méo vậy. EQ nói thẳng thắn lắm. 2018 rồi EQ nói chuyện là bình thường thôi. Không có gì hết. Vui chơi. Ngày hôm nay là ngày gì đó. Ngày gì đó. Ngày gì bên Việt Nam đó. Quân đội mà. Quân đội. Bà đó. Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó, chị Hà May cầm cái màu đỏ sao? Màu đỏ là màu chiến thắng. Màu đỏ là màu chiến thắng của Việt Nam. Tại sao mặc màu đỏ là đúng rồi. Màu đỏ là chiến chơi. Đúng, cho nên mình lên mình nói thôi. Thật sự các anh chị nào mà đừng có hiềm khích mà đừng tư thù cá nhân dai quá nha. Ai kêu đâu có nói gì đâu mà thì đâu mà ở dưới mà cứ là móc méo rồi tùm lum mấy người là nói một chút xíu lại kêu block hết đó nha. Cho nói báo cáo cho biết. Ngồi cứ chửi hoài mệt quá. À. Mình đâu có nói gì đâu Hà My. Lịch sử như vậy mà cứ đổi thừa này đổi thừa nọ hoài à. Cái lịch sử hay không á là từ trong bản thân Awi biết cũng không cần nói đúng rồi. Awi là đã từng đã xuyên tạc rồi và từng Awi cũng chuyện, thừa biết lắm rồi đúng không bảo quá bảo quá chuyện nó bảo quá tôi cũng đã thu rất nhiều chơi bảo quá không cần để ý nhá tôi không cần để ý tôi không để ý tư cách Awi làm những gì nói những gì đấy còn cái chuyện nói trong bản thân tôi rất là chịu chơi. À, cái chuyện không có bỏ qua đấy, chuyện nhắc lại hoài, nhắc chi chuyện xưa, ăn cơm mới mà cứ nói chuyện cũ mà bỏ qua đấy, mấy chuyện đó, coi như là các là người đó, các người thì gì, các người đó ăn cơm mới mà nói chuyện cũ, giống như các người cũng nói bản thân các người đó, sao ăn cơm mới mà nó cứ lôi chuyện cũ của các người là hồi xưa là làm gì đúng không? Đó, yêu đất nước thì ít, ôm hận thù á, gì, buông hận thù thì nhiều, đó, ok, tại sao bỏ qua đấy? Ai kêu không có âm hận thù, ai kêu không có làm nó thật đó mấy người nó nhìn lộn người là, ai kêu chứ không phải như những người kia đâu, kêu gọi xuống đường biểu tình, giống như là chửi cộng sản không có, ai kêu không cần, ai kêu nói rồi những cái gì á là nó cái sự ấn định của thượng đế, có nghĩa là, ai kêu nói nè, rồi ok, rồi nào đi bóng đá nữa, ok, để bóng đá nào, ta nói là sao, thành sự tại nhân, đúng không? Mưu sự tại thiên, thành sự tại nhân. Chứ những cái gì mà Thượng Đế đã sắp đặt thì nó xảy ra. Còn ngoài ra mình không thể nào làm gì hơn được, đúng không?
nếu đã đến lúc mà một cái gì đó ra đi thì họ phải ra đi, đúng không? Một đến lúc đất nước thay đổi thì tự động nó sẽ thay đổi, đúng không? Cho nên không thể nào mình không cần một tiếng súng, không cần một viên đạn, không cần một binh chốn, cái chế độ vẫn thay đổi được. Tin hay không? Cái đó là câu nói 500 năm trước. Nghe này. Đó là cho tôi nói hết rồi đó. Tại sao sống đó. Các người sống yên phận đi. Hả? Thì đó, nếu mà đúng rồi, nếu mà cách tự nhiên phải để tự nhiên đi, sao các người đi lên diễn đàn đi xuyên tạc gì vậy? Đó, đi xuyên tạc các không có. Đúng không? Không có ai kêu. Không? Đó là những thành phần không hiểu. Hôm nay kêu nói Hammy, đó là những thành phần không hiểu về những cái sách lược mà thượng đế đã đặt ra sẵn rồi. Cho nên mình không thể nào nói được. À cái câu ồ không nghe ai chưa nhắc lại nha. Cho thực tế là ông Huy từ phạt. Không, đây nè. Không phải Hammy, cái câu của Sấm Chương Trình nói nè. Bỉnh chúc vô minh quang tự diệt, trọng ngân bạc phúc sản tất vong. Nếu mà Hammy hiểu được lại kêu chết liền á, hiểu không? Hiểu câu đó không? Bỉnh chúc vô ra, minh quang không tại gì á. A Quy từ nói những cái câu văn chương đó thôi, còn Hà My cũng chả có thèm cao học, hiểu làm gì? Okay, đất nước đang yên bình, cũng chả thèm đếm xỉa, đó làm gì đúng không? Đúng, ok. Không, okay, cái đó là okay. Đi nói với Lưu Bị đi đúng không? Đi nói với Lưu Bị gì đi? Đi nói với Tàu với Lưu Bị với gì đúng okay. Không? Thì kêu Khương Tử Nha đi, Khương Tử Nha đi. Không có xuyên tạc. Còn á, bây giờ là năm 2019 rồi đúng không? Năm 2019 rồi, đúng rồi, thế kỷ 21 rồi đúng không? Đúng, hey, đúng. Đất nước tôi đang tự do và hạnh phúc, không cần. Chính xác. Tôi chơi Khương Tử Nha. Tôi không chơi với Tào Tháo nữa, đúng không? Tôi nha gì vậy? Ủng hộ. Thế kỷ 21 rồi, đúng không? Ủng hộ. Thế kỷ 21 rồi, tôi cha gì á? Chính xác. Dân tôi không phải cần phải quan tâm tới cái chuyện mà hồi xưa này, bây giờ là không thèm để ý tới làm gì, đúng không? Đúng. Dân tôi cảm thấy sống đất nước hạnh phúc và yên bình là dân tôi ủng hộ chế độ Đảng này. Đúng rồi. Nói cỡ nào tôi cũng không cần để đếm xỉa tới tại vì tôi đã đi. Tại sao mình cho chúc anh mình quay lại mình tại sao mình quay lại những cái mà hồi xưa mà giống như cổ lũ sĩ mà hồi xưa mà mặc ở chuồng đó, giống ở chuồng tự nhiên quay lại làm gì, đúng không? Cái này là okay, là giống như là hồi xưa mà hồi xưa mà cái dạng như mình có áo quần mặc vậy đó. Ông Huy muốn vậy hả? Cái thời cổ kim à. Không. Ông Huy đúng. Ở sau một cái nước quân hợp đầu không có áo cái xíu nào ấy. Ok, bây giờ. Tự nhiên nó mặc áo quần vậy, tự nhiên tôi muốn cởi chuồng lại như hồi xưa hả? À? Đúng không? Ừ. Chơi tặc răng à? Ông Huy tính chơi tặc răng à? Bây giờ là đúng. Rồi có người đang lên rồi, lắp cho lên. Rồi cho anh kêu một phút thôi nó lại một phút rồi cho anh coi lại nha, một phút rồi. Ê kêu nói như vậy, thật sự ê kêu nói với Hà My thật lòng luôn nha. Hôm nay á, ê kêu không bao giờ kêu gọi xuống đường biểu tình, không bao giờ lật đổ bằng vũ trang vũ lực, và không có một bất cứ chuyện gì hết. Chuyện gì tự nhiên nó sẽ đến. Rồi nó đến thì khi mà đã đến rồi á, là không có một thế lực nào, không có một cái chế độ nào có thể ngăn chặn được. Ê kêu cho nói gì thôi, tin hay không là tùy Hà My, tin hay không là tùy mọi người ở Việt Nam, đúng không? Mà tại sao mà A Quy cứ nói vô hồng hoài vậy? Đó là A Quy đang nuôi tư tưởng hả? Thì cái chuyện A Quy cứ có quyền để tư tưởng ha? Có quyền để nói trên đất nước tự do của A Quy. Còn ở đất nước Việt Nam này thì tôi cũng cần phải tư tưởng. Tôi tư tưởng là đất nước tôi yên bình và hạnh phúc. Ok, có quyền A Quy ngồi bên đất nước tự do đúng không? Ok, một rồi cho một phút là Hà My. IQ nói rằng cái đó là điều tốt đúng không? Cái nghĩa là IQ không chống cộng, không nói lật đổ, không kêu gọi xuống đường, không làm bất cứ một chuyện gì hết, chỉ xuôi theo ý trời, xuôi theo ý trời, đó là IQ nói như vậy thôi, đúng không? Như là tốt đúng không? Như là tốt chưa? Thì cái đàn đi tốt. Thì A Quy nói gì thì cứ quyền đẻ cứ tốt để chưa? Cứ nói đi. Ừ. Tốt thì giống chưa? Như A Quy mà đang ngủ trên cây gì này. Đang gác tay đang ngủ trên cây đang mơ một cái cây mà nó ra một cái trên nó thịt to, muốn thịt thơm vậy để ăn. Có quyền để mơ đúng không? Thôi nha, hồi nãy giờ quê nha, hồi nãy giờ kêu không có nói đâu, mà bên đó cái tập quê hoài nha, hồi nãy giờ quê hoài. Không biết đâu có được quê đâu. Chút. Chọc quê hoài, chút đập đầu. Đập đầu vô gối. Đập đầu vô gối. Hạnh phúc tôi cười, tôi sướng. Rồi nó sướng. Ai ơi, chơi mất méo hoài. Có quyền trèo trên cây. Trèo trên cây để ngủ mơ. Có quyền mà. Có quyền do mà. Có quyền trèo trên cây, nằm ngay ngã ba vậy này ngủ. Đúng. Ok, trước khi anh Kuala lên, anh kêu nói nè, anh Kuala, anh kêu nói nha, đất nước mình sẽ thay đổi trong nay mai,
không cần tốn một binh một chốt, không cần phải xuống đường biểu tình, không Trời cần ơi. Phải đổ máu nha. Rồi để kêu nói vậy thôi, tin hay không thì tùy mọi người, chuyện đó sẽ một xảy ra. Hay sao nó vậy rồi. Rồi cảm ơn, cảm ơn Hà My. Cảm rồi, rồi được, cảm ơn Hà My nhiều nha. Rồi kêu xuống. Cứ từ từ thoải mái cả nhà. Cái gì đâu hết á. Mình cứ tư tưởng thoải mái mà. Mình thương, mà đâu có gì đâu. Em đang mời anh Khoa Lê đó. Em chào chị Nguyễn. Oh, chào anh. Chào Mi. Chào anh. Đây, cho Quy xem mọi người đang ăn chơi à. Đó, em, mình cứ đọc đây. Đây nhá, cho Quy xem coi như là người Việt Nam. Quy hỏi nói thật sự Quy à, tàu đây đường luôn. Mỗi tội là cái tàu này nó đéo biết nói tiếng tàu. Hiểu không? Tàu đây đường nhưng mà không biết nói tiếng tàu, chỉ biết nói tiếng Việt thôi. Hiểu không? Đó. Nói tiếng Việt sói hơn tiếng đấy, cuộc sống của dân Việt Nam đây này, này đây này. Đi chơi du lịch. Mua tàu chưa? Này, cách bờ hồ nó chỉ chào chỗ này cách bờ hồ khoảng 100 mét thôi. Có điều kiện bởi vì cái mạng này nó không có cái 3G chứ không, mình đi ra mình cho Quy xem dân Việt Nam chơi bờ hồ nó sướng, nó đông, nó vui như thế nào. Đâu trên kia tôi ngồi nghe á, mà thích ngồi quán này mát nè. Đó, trên kia ngồi nghe trở đó. Không đó. Thể tưởng tượng được luôn ấy. À, Quy hiểu không? Đó, dân Việt Nam này, đầy đường luôn, đi chơi sung sướng, xe cộ nhiều vô biên. Đó. Đó. Chứ có đâu như bên Mỹ thì nhìn 3 cây số không thấy người nào. Đúng không? Nhìn 3 cây số không thấy ông nào, chán chết mẹ. Sợ không dám ra đường luôn. Đấy. Ra đường chi cho nắng đúng không, ra đường chi cho nắng đen da đấy, dân Việt Nam đúng vậy cả nhà, giờ này là ăn chơi cà phê một dọc xong luôn, chiều cao kê okay, đúng không, xong chiều cao kê okay. Đi chống tòng chi cho đen da ta đúng vậy anh cô lên gì cho đen da đúng rồi, đi nắng đen da. À, ngồi cà phê xong bắt đầu mình về nhà mình hát karaoke đúng không, phải sướng không đó. Đúng rồi, ngồi mình nhậu mình cà phê đúng không đó, 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 đó. Hai anh em mình cà phê này đó, cà phê đó. Ôi trai chống cộng chi vậy. Mọi người rất tự do, nói thật sự AQ là hôm nay có biểu tình đấy, vào cái trang của anh Bằng ấy có hai thằng đứng cầm cái cờ, cầm hai que căng cái cờ mà chẳng có một người nào đứng xem cả. Biểu tình gì, biểu tình đòi tiền của ngân hàng đó, tức là người chào, ta cái cá nhân người trai. Ta với ngân hàng chào người ta có vấn đề gì đó nợ nần tiền đấy, nhưng mà không ai để ý. Nói chung là Việt Nam là tự do biểu tình thoải mái, ông đừng có ném đá thôi. Anh Quy hiểu không đấy, mọi người này đi chơi sướng không. Đấy, người đi chơi, đi làm, đi ăn đông vui như thế, sung sướng thế, ai như AQ bước chân ra ngoài đường nhìn chả thấy một ai cả. Đúng không? 3 km thì người nào thì nói thật sự AQ. Tối ngày ôm tôi tự dụ, tức là chống còng nữa, anh đi mệt quá. Đây đi chơi này. Đấy AQ nhìn thấy không? Đó. Tây nó đi dập trời dầm dầm, nó đến Việt Nam là 15 triệu. AQ nhớ là nó năm 2005 nó chỉ có 3 triệu người khách du lịch đến Việt Nam thôi. Đến năm nay là năm 2018, vừa rồi người ta thống kê đã đón khách thứ 15 triệu rồi. Còn từ giờ đến cuối năm, không? Cái số nó phải lên đến 16 triệu. Đấy, sang năm nó phải, người ta phấn đấu còn đang đạt 20 triệu và ngành công nghiệp không khói du lịch ăn chơi ở Việt Nam thì nó chắc là nó sắp sửa nhất Đông Nam Á rồi. Nói ra quy thế, quy hiểu về đất nước con người Việt Nam, tại sao cái phương Tây họ đến Việt Nam, nước Mỹ đến Việt Nam mà quy lại không đến được với Việt Nam.
cảm ơn Lộc nha. Còn nếu như em Quy bảo là ủng hộ ông Đào Minh Quân, không làm gì hết, không biểu tình, cứ đứng ở đó kêu gào. Đây Bình Dương đâu có gì đâu mà đi. Thì có thoải mái. Bình Dương đâu có gì đâu đi. Bình Dương hé đầu ra đâu có được. Đi, 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 đi cho đen da. Ngồi vậy phải sướng hả? Ờ, em nói đi. Đó. Thế thôi, cho anh xuống đang mải uống cà phê để cho A Quy lên nói tiếp hoặc là anh chị em nào lên. Anh chị em nào lên đi. Đó. Cho anh xuống. Anh chào mọi người nhé. Ngày hôm nay trời ơi, Việt Nam đã với A Quy cứ lên nhìn đây đó. Tôi bằng màu đỏ là màu chiến thắng. Lúc nào cũng chiến thắng rồi. Đó, thầy sao mà không màu đỏ. Em đang ngồi trên vàng đó. Cứ cười đi anh, cứ cười đi chứ. Đó. Chào Hàm ấy nhá. Dạ, chào, chào tất cả mọi người trên nhà Hàm ấy trong ngày 22 tháng 12. Không, đừng có nhà, đừng có gì mà sợ hết. Đúng không? Mình có gì mình phải sợ. Tắt nước mà nắng mưa đang yên bình. Làm gì mà những người cốc két mình phải sợ, đúng không? Chả cái gì á. Họ đã tuyên truyền chào, chào, chào tất cả mọi người 40 người ở trên diễn đàn của Hàm ấy. À, chào chú Sơn Khang bên này, ta gặp bên kia đâu, giờ lại gặp anh Sơn Khang đây rồi. Anh Sơn Khang đâu mà em thấy ta? Có Sơn Khang kìa, không có camera không? À, hôm nay mày A Quy rửa chén cho vợ xong chưa? Cứ nói chuyện vui vậy đó. A Quy rửa chén cho vợ xong chưa? Thôi bây giờ từ nay A Quy về đây, anh đang chuẩn bị đồ đây này, chuẩn bị đồ để tí nữa xuống ôn lại truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 này. À, bây giờ xong là sáng nay làm thịt dê rồi. Nguyễn Minh Phương của anh Phương phải không nhỉ? Cho nên là A Quy về đây với anh nhá, về 22 tháng 12 về nhà này làm thịt dê xong rồi này. Bò này, gà rồi, xong là dàn karaoke thuế karaoke chiều anh like cho thuế một dàn karaoke cả ọc đầy đủ. À, quý về hát karaoke với anh cho vui nhá. Đấy. À, quý vị anh nói rồi anh cứ nói khi nào Hàm mới đào anh thưởng anh thưởng không. Nghe chữ nghe đào mới ghê quá. Cho tinh lên nha, khi nào thèm gì A Quy thiệt đó, anh nói thiệt anh tỉnh anh A Quy từ đâu giờ đó. Ôi trời. Rồi Nguyễn Bình Phương anh đợi tí xíu nha, cho anh nhà nói tí xíu rồi mình mời lên. Vừa dò đó con. À, anh cứ nói đi. À, mình vừa dò với số mà trúng một cái á là không khỏe nữa. Họ trời ơi tao có dò. Ủa anh Nhàn sao mà nghe đơ rồi anh Nhàn? Trời ơi, cái số mà mua hoài mà sắp lên nhé. Ủa vậy hả? À, rồi anh Nhàn bị rớt nữa rồi. Con lật lật ra cái ngày giùm cô coi. Anh Nhàn bị rớt rồi. Nè. Anh Nhàn. Trời ơi thôi đây đây. Lát về mua lát giò cũng được. Rút một tờ đi. Mua bữa giờ mà chưa giò nữa, rút một tờ đi con. Anh Nhàn bị rớt à, thôi mời anh Nguyễn Bình lên đi. Anh Nhàn bị rớt rồi. Đang mời em chào anh. Ơi xin chào. Dạ. Yeah. Bây giờ thấy nóng máu rồi, quay cho tôi coi này nha. Bây giờ đang đi biểu tình. Đang đi biểu tình với cái tô này nè, đó, thấy không? Biểu tình cái tô đó đó. Đang đi biểu tình với cái ly cà phê, thấy chưa? Đó, đang đi biểu tình. Biểu tình cái tô ngon quá. Đang đi biểu tình. Đó. Thấy chưa? Biểu tình tô ngon.
đó, dân Sài Gòn đang đi biểu tình gì không đó nha. Ủa mình có một kho ngon thiệt. Rồi chị lên đó, quay cho ông mà kia không coi vậy thôi. Đây cà phê đây khách sạn Như Lai nha, ngay cửa vô cư xá Đô Thành nè. Đó thấy không? Đó rồi bằng tăng xuống nha, bằng tăng xuống. Tu hành cái đó. Câu mình nghe hay ghê luôn. Bằng tăng xuống rồi. À, dạ để em mời anh lại. Đó. Bằng tăng xuống bọt, bằng tăng biểu tình cái tô bầu kho cái đó. Em đang mở anh nhàn á. Ồ, câu này bằng tăng nói hay quá. Ủa, nó là rớt mang à? Dạ, bị rớt mạng. Ồ, sao nó rớt mang? Nó là tự nhiên sao nó rớt mang vậy ta? Dạ. À Quy đó rồi, à Quy nói nhanh à. À Quy đó. À Quy đó theo à. Đó. Đây à Quy này. Đây, chuẩn bị lên tí nữa hát cái đó kia đấy, thấy chưa? Đó, đó. Đấy, à Quy thấy chưa? Đấy, quần áo chỉnh tề đấy, công sản này đấy nhá. Tí nữa mặc quần áo là thịt bò, thịt dê thì làm rồi là dàn karaoke là thuê cả đầy đủ, cả tất cả các thứ là đầy đủ rồi. Kỳ này về ăn đảo. Ờ, kỳ này về ăn đảo luôn. À Quy về anh An sẵn sàng khi nào anh An cũng đón, kể cả Hà Mỹ, tất cả mọi người đều đón. À, đón tất cả những người Việt Nam xa tổ quốc. Chào tất cả mọi người, chào bạn Thiện nha. Chào Trang Thiện. Trần Thiện là bạn đánh công an Vũ Trang với anh đấy. Chào bác Bình Phương nha. Bác Bình Phương sao mới lên nói hay quá, mới lên có tí đi biểu tình mời có tí vậy mà sao nói bác anh vậy? Biểu tình tô bò kho là được rồi, anh nói đúng á, biểu tình tô bò kho. Bác A Quy nghe bảo về ăn đả luôn nào. À. Đây cũng đang đi biểu tình kìa. Đang chuẩn bị gì? Đang chuẩn bị đi biểu tình ơi. Like nhiều nhiều vô cả nhà, một like vô đi chứ. Hôm nay là phải like nhiều chứ, biểu tình tô bò kho. Ừ. Đang công người đi biểu tình này. Cứ chứng minh công người đi biểu tình. Đây Hà My biểu tình bồ đồ đỏ là được rồi chứ. Đúng rồi vậy thôi. Trời vừa sáng đợi tí xíu luôn. À vừa sáng này Hà vừa sáng cũng lấy. À vừa sáng tí nữa chú xuống, vừa sáng lên chú lên lợi. Chú nhà có 40 mấy ký mới rơi. Lên mới lên cái mẹ rơi cứ bịch lên mẹ Hà My nó lại lỗi lại đây này. Đây chú Bình Phương cũng vừa lên này. Đây quê này bây giờ Việt Nam hôm nay là bây giờ trời 22 rất là nắng nôi đẹp đẽ phải không? Đây cộng sản. Đó. Thấy chưa? Đây cho quý coi thoải mái đấy, cộng sản vậy đấy, không? Nghèo khổ. Đây, khổ xã này, đó biểu tình ở đây luôn kìa. Thấy chưa? Việt Nam thanh bình vậy mà cái đúng, hô đúng rồi biểu tình vui với ngày trại hồi đúng rồi biểu tình đó vui là có ai được cái về cho có tình có nghĩa bà con quê hương làng xóm đất nước cái nơi sinh ra mình rồi cho nó phấn khởi chứ nên ai cứ hô hào làm gì ai tí nữa lưu lệ tí nữa Hà My cho lên nha. Dạ cho, rồi, để, em tạm biệt anh, cho dự sang lên. Tí nữa, để anh nói với A Quy, để xem cho A Quy xem nó đáp biểu tình như này, râm đây này. Dạ. Ok, quá, đang sờ đây này. A Quy thấy nhà cộng sản chưa? Bộ đội mà nghèo vậy đấy, nha. Lính cầm súng mà nghèo khổ vậy đấy. À. Để cho lên lâu cho A Quy có xem nó biểu tình ở đường này. Đấy, dám không ra đường luôn. Rồi, thấy chưa? Đừng hông dân đi biểu tình nha, quê cho xem thoải mái nha. Cho đình vị cho, thấy chưa? Dân đi biểu tình nha, thấy chưa? Quá chừng đi biểu tình luôn. Rồi. Thấy chưa? Đó. Rồi, cho xem nó vậy thôi, cho biết dân đi biểu tình. Mét đầy đường luôn. Được. Rồi, A Quy có việc nào? Tình hình là thất thủ rồi đấy. Họ có gì đâu mà thất thủ anh. Họ đâu là cái gì đâu mà thất thủ, đúng không? Thất thủ một tô bò kho, một cái bánh mì. Đúng rồi, đúng rồi, câu đó nghe được đó. Cái họ là chả là cái gì mà phải thất thủ.
đây đấy, đang chuẩn bị đây để đi biểu tình đây, chuẩn bị đi biểu tình đó. Giờ sáng còn không? Rồi cho giờ sáng lên để cho AP biết Việt Nam nó đang đang thân thủ không. Thôi chào tất cả nhà đây, chuẩn bị đến giờ đi nhậu rồi, nhậu là chiều hát luôn, lại luôn cả cho cả thế giới xem hôm 2 tháng 12. Ủa, anh gì AP lóc lóc kha trưởng hay sao vậy, có gì đâu phải lóc AP, chơi không đẹp mà chưa bao giờ biết lóc ai hết, lóc gì. Chào giờ sang Nam Sinh à. Tối dạ. Qua lên nhà tối qua lên nhà Duy Nguyễn 2 lần mà không bảo hôm nay Nancy bảo là chú ơi, cháu ủng hộ chú cầm cái kim đi bẻ ba cái răng về đéo cái dây cho nó làm kỷ niệm mà chả thấy con quen nào không. Dạ à. Rồi em mời giờ sang lên tí rồi. Dạ chào cả trường nha. À Quy hơi kỳ vậy, cái không đẹp tí xíu nào vậy, đang mời vừa sang. Em chào chị, cháu chào chị nhá, chào tất cả 34 anh chị em trên diễn đàn. Hôm nay với tinh thần đi biểu tình của em là tí em phải ra chợ em làm một con gà chạy bộ khoảng 2 kg về để xe. Hôm nay là ngày nghỉ của cán bộ công chức nhà nước và những cái người làm việc ở doanh nghiệp ấy, người ta nghỉ ngơi, người ta đưa gia đình đi công viên này, đi shopping này, đi mua sắm, đi chơi, đi thăm hỏi. Còn những cái người mà người ta buôn bán ấy, thì hôm nay là cũng là một cái ngày là gặt hái của người ta, tại vì nhiều người đi mua bán mà. Thì em ra chợ em lên cho chị xem. Xem chợ nó vui như nào. Đấy. Chứ còn những cái người mà bây giờ tham gia biểu tình ấy chỉ là những cái người lẻ loi bình yên này thôi. Những cái người lẻ loi và cái những cái người mà vẫn còn lên diễn đàn Tân Thái bên Mỹ, cái thành phần chống cộng cực đoan ở bên nước ngoài ấy, là những cái thành phần mà bị các cái đầu óc gọi là hoang tưởng, không làm thì lấy đâu ra mà. Con người người ta nó phát triển từ loài vượn lên loài người là do cái sức lao động của con người ta cải tạo lao động và người ta phát minh ra những cái mà ví dụ như lửa để làm chín thức ăn. Thì bây giờ cầm cái máy lên cái xíu, nó kêu ồ. À thế à? Vâng. Những cái người đó nó cứ là quay về cái thời kỳ gọi là lạc hậu. Người ta bây giờ thế kỷ 21 rồi, tất cả thế giới, trên thế giới người ta đâu có hướng tới là chiến tranh vũ trang như ngày xưa nữa. Người ta bình yên, người ta tiến tới cái cuộc sống hạnh phúc để người ta làm sao kéo dài tuổi thọ để hưởng thụ cuộc sống. Đây mình cứ đọc quay lại hận thù với lại tiêu cực thôi. Sinh ra trong một đất nước bình yên như thế này thì tất nhiên là ở Việt Nam thì cái lịch sử Việt Nam để lại thì mới có những cái người mà ra đi từ những năm 75 mình phải hiểu cái hoàn cảnh lịch sử đất nước thế nào. Nhưng mà bây giờ xã hội Việt Nam, tức là cái Đảng Cộng sản lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, ồn cứ ồn nhưng mà không phải máy em đâu. Máy em đó. Cắm cái dây thôi, cắm cái dây á. Em không dùng dây. Dạ. Chắc là em mở 2 cái máy. Em mở 2 máy đúng không? Đúng rồi. À thế. Hết chưa? Alo. Chị hết chưa? Không là tai nghe của chị. Không, mấy giờ đâu còn bình thường mà. Em để chị mời lại cho em tạm đi, để chị mời lại đó. Em chào anh Lôi Minh. Vừa sang ok lại đi. Đó, ngày hôm nay là biểu tình đồ ăn thôi. Đó.
gì vừa sang làm con gà. À, ngày hôm nay Hà My biểu tình cao kê thôi à. À, biểu tình đồ ăn. Tất cả các nhà biểu tình về đồ ăn. À, đó, chào An Nhiên. Hôm nay là cả Việt Nam mình là biểu tình về đồ ăn. Vừa sang rồi, ok lại đi. Anh chị Awi là yên chí đi. Đó. Ai Awi bấm mặt nổi nổi wow dữ vậy. Em chào anh Lôi Minh này. Nay anh Lôi Minh cũng biểu tình về đồ ăn chứ. Thấy không? Rồi để chị mời lại. À, biểu tình là gà gà đi bộ. Vô sang đó, kê lại đi. Em chào mọi người lại nhé. Anh chị Awi là yên chí đi. Đó. Awi bấm mặt. Người ta đều bình yên. Nổi wow dữ vậy. Người ta được nghỉ ngơi. Em chào anh Lôi Minh này. Nay giải trí đi không? Hỏi và đi. Rồi, để chị mời lại. Rồi đi xuống đường Nguyễn Tinh làm gì? Rồi thì mình thì nắng nóng, ra đường phụ nữ thì nó bám vào mặt. Nhiều ăn bì đó. Vang quá. Hôm nay biểu tình là đồ ăn thôi. Đấy, biểu tình đồ ăn thôi chứ có gì đâu, chắc bên vừa sang bì rồi. À vừa sang phải tắm luộc cái nghe vô thì chứ nãy giờ anh coi lên lên bình thường mà. Đúng không? A Huy sao mà cứ bấm mặt quạo lên dữ vậy. À, mời lại lần nữa nè. Alo. Đây. Được rồi nè. Được rồi, cái có cái máy này, máy iPhone này nó bị không hiểu làm sao nhỉ? Ở nhà em tĩnh lắm, không có tiếng động gì mà. Ừ. Được rồi đó. Để do máy. Đấy, thế tại sao mà không chọn, nếu mà nhá, mình muốn sung sướng và hạnh phúc thì thứ nhất là mình phải cố gắng trong cuộc sống. Sinh ra con người nó được có cái cuộc sống mà mình theo cái ý của mình ấy, là mình khác gọi là động vật. Thì mình phải dùng trí tuệ và sức lao động của mình để cải tạo lao động thì mình mới có cuộc sống ấm no hạnh phúc được chứ. Tự nhiên mà cứ thích ngồi đấy mà đòi được hưởng các cái chế độ xã hội thì lấy đâu ra. Mình sinh ra là con nghèo, con nhà của Việt Nam, công dân của Việt Nam thì đất nước Việt Nam trải qua bao nhiêu năm chiến tranh mới hòa bình được có mấy chục năm nay và mới được mở cửa từ năm 2005 đến bây giờ. Chỉ được có hơn 20 năm thôi xây dựng đất nước được như ngày hôm nay là một cái bước nhảy vọt của Việt Nam và cố gắng của bao nhiêu thế hệ lãnh đạo để người dân có được cái cuộc sống ngày hôm nay. Thế mà không biết tận dụng cái điều đấy mà cứ thích là tự nhiên ông ngồi đấy xong ông đòi được như con nhà ông đại gia, con nhà ông Mỹ, con nhà ông Úc, làm sao mà đòi như thế được. Ngay ví dụ như nhà các bạn này, ví dụ như là các bạn cứ chê là các cái công trình phúc lợi của Việt Nam, nhà đường thì nó bé. Tôi hỏi các bạn mà có ít tiền, các bạn có xây nhà 5 tầng được luôn không? Các bạn được
bạn chỉ có tiền làm móng thôi, xong các bạn cứ mọi người cứ nhắn tin và nó cứ bị dừng. Làm một tầng thôi, xong dần dần bạn có tiền bạn mới lên hai tầng, mới lên ba tầng được chứ. Nhà nghèo nó phải như thế đấy, nó phải chắt vá. Còn nhà giàu ấy, như thằng Mỹ ấy, nó xây một phát hệ thống luôn. Nó có làm sang khăm, dạ có. Nó sản xuất vũ khí, buôn bán vũ khí, nó giàu hú hụ. Còn Việt Nam còn trải qua hàng thế kỷ Pháp đô hộ, sau đó lại đánh Mỹ mấy chục năm. Cho anh nói với hả? Rồi, ok anh Lê Minh. Mà được như cuộc sống như ngày hôm nay là quá là hạnh phúc rồi. Như như ông bà em rồi là một số người độc là cái gọi là xuất thân xuất phát từ bần cố lông, làm vườn làm ruộng cày cấy chăn nuôi trồng trọt, mà bây giờ con cháu ai cũng cũng khá giả, ai cũng người thì cũng có nhà lầu xe hơi, rồi cũng ít nhất là cũng có nhà có xe xe rồi, anh Lâm anh đợi tí nha. Đi lại cuộc sống thì nói chung là cũng toàn hướng tới là ăn ngon mặc đẹp thôi, chứ không phải lo cái miếng ăn hoặc là chỉ cần áo mặc ấm thôi. Nếu mà nói ở tủ quần áo của mọi người ấy mà bây giờ ấy, chỉ loại những cái quần áo cũ đi thôi, chật lích, năm nào cũng em chào anh Lộc nhiều. Mà cứ đẹp là mua xong về đó mặc không tới là nhiều quần áo. Toàn ăn ngon mặc đẹp thôi à? Mà những cái người trong nước này sống ở một cái chế độ mở cửa như thế này mà không có ăn, không giàu có được thì phải xem lại bản thân mình, chứ đừng đi trách. Đúng. Bản thân mình chưa lo được bản thân mình thì nhà nước làm sao lo nổi, đúng không? Nhà nước còn lo bao nhiêu thứ. Bây giờ đi làm nhá, đi làm ô xin một tháng ăn rồi cũng bỏ ra được mấy triệu đồng nhá. Hay là đi làm công nhân cũng được 5-7 triệu đấy, hoặc đi bán quần áo thuê, đi bưng, đi làm bồi ấy, như là ở bên Mỹ các nước người ta gọi là bồi bàn ấy, mấy triệu một tháng, mà nhà có bốn lao động thì bốn lao động thì cũng phải được đôi chục triệu trở lên. Đúng. Cái cuộc sống, cái giá thành hàng hóa sinh hoạt ở Việt Nam là quá ok rồi. Đúng. Còn đi so sánh, so sánh nó khập khiễng, nó quá là khập khiễng. Ơi, nay em thấy là mọi người rất là hào hứng đấy, chị mời mọi hào người hứng, lên ai cũng muốn lên cái siêu rồi anh. Vâng, anh mình lên thấy cả anh cam lên em biểu tình rồi. Đáng mua con gà bố tình đồ ăn đi nay bố tình đồ ăn rồi anh. Dạ, vâng. Mình ok đi rồi, em chào mọi người nhá. Rồi là mình ok đi. Anh sang khám có camera nha. Rồi, để em mời anh mình lấy biểu tình rồi em đang mời anh á. Anh sang khám có camera đó, nay ai biểu tình được ăn hết rồi. Rồi chào. Xin chào Hà My, chào chị em các bạn trong diễn đàn. Yeah. Để lên chửi mấy cái đám bà què cho nó mới đã. Không rồi. Không rồi. Trời ơi, nó bấm theo dõi em giờ, nó bấm cái mặt lên đỏ đỏ không kìa. Vậy hả? Không để mà điện bấm. Một lần nữa xin chào Hà My, anh chị em các bạn trong diễn đàn. Cái lũ ba que chống cộng cực đoan ô hợp, cái lũ dồi bọ khố gá táo ôm đấy, mà nói chung mà biểu gì đi thời buổi bây giờ, có bà con người dân Việt Nam, giờ tôi đang ở Việt Nam nè, ra ngoài đường coi, tôi đi xuống mấy cái thành phố lớn, những khu đô thị, tôi đi kiếm những người sống vô gia cư giống như bên Mỹ, tôi kiếm không ra, để đặng mà tôi live stream, để đặng cho bà con kiều bào thấy Việt Nam mình cũng nghèo khổ giống như Mỹ vậy, những người khốn khổ như vậy mà kiếm hoài không ra, tức muốn chết luôn vậy đó. Mà trong khi đó đọc báo và xem đi đây đi đó, thấy nhà nhà người người ăn nên làm ra. Hiện các bạn thấy cuộc sống bây giờ ở Tiền Giang, Gò Công, người ta nói bất động sản và đời sống ở đó bấy lâu nay ngủ quên, tại vì người ta chăm lo những cái thành phố khác. Bây giờ Gò Công bắt đầu phát triển lên, bây giờ cuộc sống người ta ăn nên làm ra nữa. Đi về chỗ nào cũng vậy, thấy ai cũng nghe nói là ăn nên làm ra, mà nhà lầu xe hơi rồi cười cứ dựng lên cao lên cao lên, ai cũng lo phấn đấu hết. Trong khi đó cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ, thằng Benny Trương, thằng cua Tân Thái, các bạn thấy cái thằng Benny Trương đó, con mắt của nó có một mắt à, các bạn biết tôi nói chuyện các bạn nha. Cái thằng đó đó, nó là một cái thằng ăn bám phúc lợi xã hội của Mỹ. Thằng đó không bao giờ, chưa bao giờ nó đi làm hết trơn á. Tại sao các bạn biết? Nó ăn tiền ớt hết sai. Cái thằng đó nó khốn nạn chỗ đó đó, các bạn thấy không, nó ăn tiền ớt hết tay, nó là cái thằng ăn bám.
các bạn gặp nó các bạn kêu đó là cái thằng ăn tiền ớt hết sai á, là ăn cái tiền gọi là tiền tàn tật, tiền bệnh, tiền đó là nó ăn nó phải bám vào những cái phúc lợi xã hội, tiền thế của những người khác đóng. Các bạn chửi cha nó, tôi ghét mấy cái thứ đó lắm, mà nó lên trên mạng rồi nó kêu gào biểu tình, biểu ông nội cha nó chứ biểu cái gì, biểu cái gì mà biểu. Trong người dân Việt Nam bây giờ mà tụi mày mà về Việt Nam mà tụi mày cầm lá cờ, cầm cái đống cước vàng với ba con lãi, xin lỗi phải nói vậy nha, dân nó đập tụi mày không còn đường mà để bò về Mỹ luôn. Nói chứ chính quyền phải ra mà giúp đỡ, mà phải là mà can thiệp để cho tụi mày mà lết lên chiếc máy bay mà để bò về Mỹ. Cho nói cho mà biết chứ ở đâu biểu tình cái gì, tào lao mấy thằng khùng, mấy cái thằng bao que xỏ lá chấm cộng ô hợp ở trên cái không gian mạng này, tụi nó là những thành phần côn đồ lưu manh và mất dạy. Tôi nói với anh chị các bạn, tôi rất là cảm ơn cái Facebook này. Thì cho xưa, nó nghe đi Trần Tư. Hồi xưa ở đó, thì cho nó nghe. Hồi xưa ở trên Thao Thoát á, tôi lên mà tôi nói á, là nó các bạn biết hả? Mình vừa lắp nói cái nghe, đó, cho là nó, nghe. Nó tại vì nó làm chủ diễn đàn á, mình vừa cầm mic lên nói đó là nó đá mình xuống không cho mình nói, bắt đầu nó thè nhau nó chửi. Cho nên tôi nhờ từ ngày mà có cái Facebook này á, tôi nói mạnh bà lắm. Anh chị mấy hồi xưa tôi tức khủng khiếp luôn. Tụi nó chơi mắc dạy lắm. Ở trên cái diễn đàn Thao Thoát anh chị các bạn, nó lên đó nó tuyên truyền có một chiều à, mà mình lên mình phản bác lại á, là nó đá mình xuống, tại vì nó là chủ diễn đàn mà. Nó chơi những cái trò mất dạy hoặc là không, nó miếu mình lại, nó không cho mình nói. Rồi bắt đầu nó tuyên truyền mất dạy lắm. Thành ra từ ngày có cái Facebook thì tôi phải nói là tôi rất là mờ vui, để đặng mà tôi được xả được những cái sự tức giận của tôi trên cái lũ chống cộng cực đoan ô hợp ở bên Mỹ. Tôi đâu có sợ tụi nó đâu. Tôi nói anh chị các bạn, tôi không có sợ đâu. Ở bên Mỹ tôi chẳng sợ nó, tại vì mình biết pháp luật mà. Mình sợ nó gì? Nó là một cái lũ côn đồ mất dạy và lưu manh. Cho nên anh chị các bạn hãy cẩn thận. Tôi phải nói là bà con kiều bào ở bên Mỹ bây giờ người ta cũng đã hướng về với quê hương tổ quốc. Những người mà trí thức ở Mỹ cũng vậy, người ta cũng hướng về với quê hương tổ quốc để cùng nhau xây dựng đất nước ngày một phú cường và thịnh vượng. Các bạn thấy Việt Nam bây giờ ổn định kinh tế, ổn định trật tự, mọi thứ đời sống người dân Việt Nam anh chị các bạn ơi, đi ra đến đâu thấy ai cũng ăn nên làm ra, lo xây dựng phát triển, lo tấn lo phấn đấu vươn lên không à. Chỉ vừa rồi cái sự cố, tôi nói anh chị, có sự cố mà biểu tình mà bạo loạn vừa rồi là đó là chỉ là cái vấn đề pháp luật Việt Nam mình, nhà nước Việt Nam mình quá nhân đạo và quá dễ dãi đi, và mình để hỏng vậy để cho người dân tự sống để đặng mà mình thì hòa nhập với cái cộng đồng quốc tế. Nhưng mà cái tụi chống cộng cực đoan nó lợi dụng, nó lèn vào trong những cái sơ hở, những cái mà người dân mà kém hiểu biết, những cái thành phần mà lao động họ kém hiểu biết mà họ không nhìn thấy được cái sự thay đổi và phát triển của đất nước, cho nên nó kích động những người đó và nó đổ tiền vào nó cho đó, thành ra họ già họ ngu dại, họ mới bị xuống đường làm những chuyện bậy. Bây giờ mà dễ gì, tôi nói chuyện bây giờ người ta đã học hỏi, người ta đã hiểu rồi. Bởi vừa rồi mất mát của nhà nước mà mất mát của người dân nè, người nhà nước mất mát một nhưng mà người dân mất tới 10 lần. Tại vì các bạn, người ta làm ăn kinh tế đời sống người ta cơm áo gạo tiền hàng ngày mà, các bạn thấy không? Và người ta thấy được cái sự nhân đạo của đảng và nhà nước. Một cái cục đá trình hình 30 kg mà nó nện lên đầu một cái người cảnh sát bảo vệ, các bạn thấy không? Mà người ta, tôi thấy cái người cảnh sát cơ động đó lúc đó hả, xỉn niệm lên mà không cầm cái cây gậy hay là lên đập cho nó một chặn, mà vẫn tuân lệnh cấp trên, vẫn ngồi che chắn rồi nó lấy cây lấy đá nó đập người ta. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cái chính sách mà của lãnh đạo của đảng và nhà nước mình rất là tuyệt vời, lúc nào cũng vì dân hết đó. Lấy dân làm gốc. Còn các bạn bên Mỹ đi, xuống đường đi, tôi nói thì các bạn bây giờ lên mạng nhìn đi, thằng cảnh sát hả, nó cho ngựa nó đạp, nó cho ngựa nó búng, nó cho ngựa nó đá xe đạp của nó. Các bạn biết những cái xe đạp mà loại mà của cảnh sát á, nó trang bị rất là hiện đại. Tôi lên hả, nó lấy xe đạp hả, nó quất, còn không ba ton hả, nó đập từ gãi răng cho đến bể máu chảy đầu ra. Nó lấy dây mà còng mà nó không có đủ còng để còng, nó lấy dây mà loại cái dây mà zip á, các bạn biết cái dây mà nó siết lại, nó cột thấy lên xe, dục vô bao đồn cho mày. Nó mà dục vô đồn rồi hả, là mày coi như là chỉ có bị phạt thôi. Chờ Chào ra phạm. Tòa rồi lên Chào tòa xuống tòa á, bắt đầu nó sẽ phạt, mà nó đập á, nó đập tía má, nhìn không ra, đập thẳng tay luôn. Các bạn biết bên Mỹ nó có những cái xe mà gọi là cảnh sát cơ động của nó đó, gọi là cái SWAT team, cái SWAT của nó đó, nó xuống hả, coi như là nó đập thẳng tay,
nó trừng trị, tại vì nó có cái lực biểu tình của nó mà. Anh biểu tình mà anh xuống anh loạn hả là nó đập anh thẳng tay, đập anh coi như là anh không có thừa kiện gì nó được chứ. Còn các bạn thấy ở quê hương đất nước mình không, vừa rồi phải nói rất là tuyệt vời, chính sách lãnh đạo của đảng và nhà nước luôn luôn lúc nào cũng vì dân, lắng nghe dân và tiếng của dân. Còn bên Mỹ mấy thằng chính trị gia nó ngồi đó, nó ăn trên ngồi chóc, nó nghe mấy người này khi phản đối chúng nó thấy vài khúc bánh mì coca ăn rồi xong ngậm câm cái mồm. Các bạn thấy mấy thằng chống cộng đo ngô hộp không, thằng Benny chơi, thằng Benny chọt không, nó có mắt là đó ngày nó ăn tiền của chính phủ không mà, nó ăn tiền của người ta đóng cho nó ăn không mà. Mấy thằng đó nó không có đi làm, nó không có đi làm. Anh nó chống cộng cực ngu, anh với nó chống cộng cực ngu. Nó mặc đồ vét, nó lắc cà vạt, nó làm giống như là nó là một cái người thông thái ở bên Mỹ, nó là một cái việc thành phần chống cộng ô hợp ở bên Mỹ, nó làm giống như nó là một nhà thông thái, nó lên đó nó kêu gọi này kêu gọi kia, nó làm y hệt á. Nhưng các bạn nhìn biết làm sao, tại vì đâu có người nào biết về những cái mặt trái của nó. Tại vì tôi sống bên Mỹ tôi biết, tôi nói cho các bạn đừng có tin tụi nó. Các bạn tin tụi nó là sự sai lầm, tụi nó rất là mất dạy côn đồ và ô hợp. Đấy, nó ngồi nó có mắt à, mấy thằng đó muôn đời nó ngồi đó nó cứ lãnh tiền ở sát tay, nó lãnh một tháng các bạn biết là nó ăn cả đời nó, người ta đóng thuế. Tại vì thằng Mỹ cái luật cái quy luật của nó vậy đó, nó tạo cái phúc lợi xã hội cho những người mà bị tàn tật vậy đó, không đi làm luôn. Tôi biết nó nói với anh chị các bạn nha, có nhiều người qua Mỹ hồi đó tôi biết đó. Cái nhiều khi đó, cái chân của họ đó mà không có tàn tật gì, họ lấy đồ họ chặt một ngón chân hay hai ngón chân rồi bắt đầu cái họ ra đó họ chứng nhận vấn đề mà tàn tật. Ừ. Anh nói thiệt đó. Có hàng gì thằng Benny chột cái đuôi con mắt là đúng rồi, nó ăn, ăn cả đời luôn á. Bởi nó khốn nạn, mấy thằng đó khốn nạn lắm. Nó ăn tiền, bởi vì các bạn biết tiền về những phúc lợi xã hội càng lúc càng cạn kiệt. Bây giờ ông Trump nè, ông mới ra bắt đầu cái nghị định mới nè. Làm mới nay thằng nào, những cái người nào mà muốn ăn mà phúc lợi xã hội là phải đi làm một tuần như là 20 giờ. Nhưng mà mấy cái thằng như thằng Benny Trương, thằng đó nó được cái hưởng cái ở sát tay. Chứ nó cứ hưởng vậy thôi, nó không phải giống như mấy người kia. Tại vì nó có một mắt à. Còn các bạn biết không, có nhiều người gian lận phúc lợi xã hội như nãy tôi nói, chặt cả móng chân hay là làm gãy cái tay gì đó, để đặng mà họ không đi làm. Họ không đi làm, mấy cái dân mà chống cộng cực đoan cực ngu đó, nó không đi làm để đặng sao nó lãnh cái tiền ở thế sai. Cái tiền đó là cái tiền gọi là mà chính phủ nó dành đặc biệt cho những trường hợp, những người họ bị tàn tật. Mà mấy cái tụi này bởi vì nó qua, các bạn biết tôi biết nó nhục lắm. Tôi nói gì các bạn nhục lắm. Cái tụi mà chống cộng cực đoan bên Mỹ toàn là cái lũ nó ăn bám phúc lợi xã hội của Mỹ mà, nó mất dạy lắm, nó lừa nữa. Quá. Nó lừa nữa. Các bạn biết có thời kỳ hả, nó lừa tới nỗi mà thằng chính phủ Mỹ á, thằng bò bên FBI đang live trực tiếp, mấy anh bên bị họ đang chống kêu dân mình xuống giữa tình này, chú. Các bạn biết mấy anh này đang lên nói nè. Anh này ở Mỹ nè. Tại vì những người mà họ kia biểu tình chống lại đất nước mình đây nè. Đó đất nước mình đang yên bình phải không chú? Đó, chú trả lời đúng vậy á, đất nước mình đang yên bình nó kêu xuống đi biểu tình á. Điên à. Đó điên hả? À. Đó đúng, đúng nói điên hết. Còn mày điên đó. Ở đó là lật đổ cộng sản đó. Đó. Các bạn biết không? Nó rồi, điên rồi. Ờ đó. Nó bị điên mà. Đang kêu con kia tù này là chống cộng cực ngu á. Điên. Đó. Đúng rồi. Anh chị em các bạn biết đúng. Đó nó đang đây mấy thằng này nè, đây. Hồi xưa là Hùng Phạm này vượt biên qua Mỹ nè. Bây giờ đòi về rồi lật đổ cộng sản đó chú. Còn mày đi anh Phạm. Mấy thằng đó, mấy thằng đó chú nói đúng không? Bên mày đèo ở chủ kim như gà. Đó chú chửi chú. Mày điên. Nó nói ngày hôm nay xuống là cậu ông xã mà dân đây thấy hạnh phúc không? Còn mày trăm năm thôi cũng mới được cái đội. Đó. Đất nước của người ta chiến binh nha. Đó. Chủ vậy mà còn mày thì mày sợ. Đó. Điên rồi. Đó. Ta đang xem đó. Đó thằng này đang chửi này đó. Các bạn thấy đất nước mình yên bình. Đó, anh này ở bên Mỹ mà anh cũng ghét. Còn mấy thằng comment dưới này là đòi lật đổ đất nước này, đang hiện tại đang ở bên Mỹ nè. Cái loại kia là thích đồ cộng sản. Anh ấy, tụi bây giờ chống cộng cực ngu, vẫn còn chống. Giờ ăn nó tụi này giờ nó ăn cái gì? Phản quốc nè, phản đất nước hồi xưa nè. Đó, Việt Nam còn hoa. Nguy Sài Gòn. Tụi con là chống chửi, tụi con chửi. Nói. Mấy. Đó. Đây, chú có hiểu cái này phải không? Đây, ngày hôm nay là nói là ngày hôm nay là lịch sử, là quân đội nó sẽ xuống đường, nó lật đổ cộng sản. Ông nói mình sẽ xuống với lật đi.
là cái bà nội cha đó, chú này mang cái bút này này. Là cái bà nội cha đó chứ là cái gì, cuộc sống người ta đang yên bình như là cái gì. Anh này á, là ở bên Mỹ mà về chơi, anh này vẫn là yêu đất nước Việt Nam. Là bên đó là anh rất là yêu đất nước Việt Nam. Bên chị có mấy cái tốt đây nè, là nó đang comment đây nè, là nó đòi là lật đổ chế độ cộng sản, là để là về đa nguyên đa đảng. Tặng cái bà nội tụi nó. Nói chứ mấy thằng mà chống cộng cực đoan mà nó gặp. Chú này mấy thấy Hà My đang live sao họ hướng về kể chú. Chú nghe đó, chú nói đồ điên hả? Tụi bay đồ điên hả? Bạn nói người dân Việt Nam người ta đang sống bình yên. Thấy dân dân à, thấy dân dân Việt Nam đâu có ai chấp nhận gì không? Đi xuống bây giờ mà tụi nó cái vụ vừa rồi anh chị các bạn biết, người dân Việt Nam bây giờ người ta thức tỉnh vậy lắm. Bây giờ mà xuống mà tôi nói Tiền Giang nhá. Sao dân hả là ta kéo nó đập đăng là hàng view dâm Nguyễn vừa rồi nữa. Tôi nói thiệt á, dân Tiền Giang các bạn biết họ lo làm ăn và yêu nước lắm đó, mà lộn xộn mà bày đặt mà biểu tình tầm bậy tầm bạ, dân nó xuống nó dở chổng cân chổng chân chổng cẳng lên mà nó lôi về đồn á, nó lôi về đồn á, nhưng mà nó đập á, dân nó đập trước rồi nó mới trình báo công an. Bây giờ đừng có nói mà mấy thằng mà phản động mà bày đặt mà a chí a chó, mấy thằng mà bao quay sống cộng cực đoan ô hợp bày đặt xào xạo. Tôi nói anh chị các bạn, tôi mà lên mạng là mấy thằng ba que trong sông. Nói anh chị các bạn biết những gì tôi nói, tôi không có bị đặt ở đâu. Tôi có nói mà các bạn muốn có chứng cứ, tôi đưa cho bạn, anh chị các bạn xem những cái link của tôi nói cũng khiếp lắm. Nó giống như một cái băng đảng rất là ô hợp, rất là giả mang. Thì thôi chắc các người cũng chờ đưa tay chửi nãy giờ cũng dữ rồi. Thôi đây, bye bye nha, xin chào nha. Hà My mời người kế tiếp đi, anh nói lâu rồi. Mời người kế tiếp đi. Còn chú nói là tụi bây là đồ điên đó. Thấy chưa? Vậy Trần ơi, tự nhiên vô đây sủa chi vậy? Vậy rồi. Nè, ông Trần ơi nè, chỗ này không phải của ông, phải không? Chỗ này anh em chúng tôi đăng live, biết chưa? Còn ông Trần Ngơ vô đây tự nhiên lạc quẻ à? Hả? Anh Lôi Minh đâu rồi? Chị rớt rồi. Anh Sang Khâm còn gì còn đó không? Hiền Trần hả? Để mình mời lên nha. Trời, Trần Ngơ đâu phải chỗ này của ông, phải không? Nãy tôi đâu có like về mấy cái chuyện tào lao đâu. Ông Trần Ngơ dạo này ông điên nghỉ lắm rồi, ông uống thuốc Mobiqui riết ông khùng lắm, phải không? Em nói với thằng Aqui, nó nói lên diễn đàn nào nó cũng bảo không moi móc chuyện cũ chuyện kia. Mẹ áo thằng Aqui này, sao mày nói anh nợ mình nhiều thế? Chuyện nọ chuyện kia mọi người đã nói thế thôi, sao mày nói nhiều? Đấy, thằng AQ. Hello. Mẹ kêu gì chị? Rồi. Đang lên em nói cái thằng Phục Hưng, thằng AQ nói nhiều, ông nói Minh đâu bảo nó nên diễn đàn nào nó cũng bảo là không nói ngoài móc chuyện cũ chuyện trước, lôi chuyện ông nội Minh ra nói mãi về.
Alo. Sao vậy ta? Alo, sao nghe ta? Con chửi nha. Dạ em chào anh. Ok lại đi, rồi Hà Minh lại nha. Đây còn xem nhiều lắm chứ. Chú có cái này không, cho con mượn đi. Cái này cái dây con nó bị cái gì á. Ok lại đi Hiền Trần. Đây nữa rồi. Nghe mà. Ủa Hiền Trần đâu rồi? Để mình mời lấy lại cho. Ờ nghe mà. Cái tai nghe của Hà My không nghe không rõ. Hiền, anh dễ Hiền Trần đó rồi, tự nhiên nó rớt màn rồi. Ở đâu rồi? Anh đúng rồi, mời anh lên. Đó. Mời lên nói đi, Hà My ít nghe lại. Ở nhà nghe là được rồi. Hello Hà My. Thôi, chào anh. Mọi người. Này thì ở Hà Nội á. Cũng lên như từ con với từ nhà em nha. Hôm nay Hà My mặc đỏ thế à? Dạ. Hôm nay Hà My mặc quần áo đỏ thế à? À, mình bằng áo đỏ là thắng mà. Bằng đồ đỏ là thắng, dân tộc Việt Nam mà. Còn lá cờ vàng mà. Rồi. Chú biết cái lá cờ mà sao hồi xưa không? Đó. Là Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa đó. Theo Mỹ đó. Giết hại dân dân đồng bào Việt Nam mình đó. Bây giờ có Mỹ 43 năm rồi. Quay lại đời sống đất nước Việt Nam. Đó. Em công nhận là anh khỏe không? Lúc nào em cho anh lên cái là anh cũng lên ngay. Lên không chịu xuống đấy. Đó đúng thôi. Tại vì nói là ngày hôm nay xuống một độ. Đó những người yêu nước đó cùng phải. Dạ, không phải nước mình đang hồi bình hạnh phúc bảo vệ đất nước này sao được. Chào anh Lê Minh nha, chào anh chị em trên diễn đàn nha. Hàm Bi ơi. Thế tập trung vào chuyên môn được chưa? Đôi trái gì mình phải bắt tay mới được tụi vật đóng. Theo đề nghị của anh em là quét bớt rác đi cho ông A Quy nó ra để anh em nói chuyện cho vui. Nước mình là chiến tranh rất là nhiều. Chào anh Yên nhá. Có phát triển tầm hai mươi mấy năm nay làm sao mà so với châu Âu được. Châu Âu hồn chiến tranh mấy trăm năm. Ai này là bây giờ có tám nghìn đại này nó tuyệt tiền. Nó tuyệt tệ mà. Mình dân dân phải đi tới nhà nước. Mới giữ được hạnh phúc đất nước của mình. À, yên bình đất nước của mình phải hiểu chỗ đó. Anh Phùng Ninh cứ nói đi, em đang nói với anh này. Anh đang muốn tìm hiểu em tại sao nói, em nói đọc nói chuyện thì chủ nhà không nói chuyện thì thôi đi xuống đây. Tôi xem gì quá trời này. Còn tham gia cái này tại từ gì đó. Hôm nay Hà My có gì vui sớm thế? Do tụi nó chỉ về nó mà nó giải phần lớn đi. Dạ đúng đó. Đó, đâu đi nó kêu gọi đi biểu tình đi kéo hình thức tặng ở sáu đỏ đấy nó biến tướng không muốn ai đi tặng giống như từng đó cùng về tâm anh chỉ nó có quyền mà phải đáp con một can đang với ta đảng bất lực như thế mình về thì cái đảng này lên tất tổ đảng tất gì dân mình bộ thôi đúng rồi đó tôi trai này là dân vậy đang nghĩ nó đảng là khổ dân. Không vi phạm pháp luật là ok. Đây. Đó, hình như Hà My không nghe được. Dạ, không nghe được nè, tại vì ngồi ở quán to cái dây này sao anh Phùng Ninh cứ nói đi. Cứ nói cho mà là... này, nghe nè, cái thằng Hùng Phạm chống cộng ngu nè, cho nó nghe đi. A Quy em nên dạ. Lúc A Quy ra bởi vì A Quy nó vào đây anh thì muốn nói chuyện, một là chuyện vui, hai nói chuyện cái gì nó phải rõ ràng cả, như là ông Ngơ có ở đây không. Ôi già rồi bác Ngơ ạ,
Vừa rồi truyền hình nó tát tai như thế thì thôi ngồi in đi, đừng có cựa quậy gì nữa. Bởi vì là khi mà mình làm những việc gì mà để cả một kênh truyền hình có uy tín nhất của Việt Nam mà người ta đã đưa ông vào xếp hàng với mấy cái con dân chủ quậy thì bác phải hiểu rằng là nó phải có lý do. Tôi không nói ông bác là phản động đâu, nhưng mà bác cũng phải nên kiểm tra lại những cái lời nói của mình vì nó chưa chuẩn. Cái thứ hai là có thể là do bị kích động. Chứ đừng có nói như thế mà mình già rồi mình lại vướng vào những cái vấn đề xã hội nó lớn lao để báo chí người ta đấy thì nó khổ bác ra. Còn ai bọn nó ăn thay nhau được, nó không chết thay được bác đâu, chết là bác phải chịu đấy. Nên là thôi cũng đừng mà hai là già rồi lên đây đừng có chửi bậy linh tinh, mà để bọn trẻ nó chửi lại cho đây thì lại thành dở hơi. Đây toàn thánh chửi thôi. Nghe rồi, giờ em nghe rồi. Bây giờ toàn thánh chửi không? Này cũng thánh, này cũng thánh. Đây là toàn thánh chửi ngồi đây thôi, chẳng qua là người ta đêm nay là thứ bảy, em hiểu không, ngày 22 tháng 12, nên là anh em ngày quân đội thì vào đây vui tí để thể hiện tình yêu quê hương đất nước thôi. Okay. Đây toàn người lịch sự cả, chứ AQ nó với cả Hùng Phạm vào đây thì nó cũng chỉ có la liếm thôi, mà chúng nó la liếm suốt, mà chúng nó liếm thoải mái, chẳng vấn đề gì, mình vẫn sống, vẫn phát triển, cuộc sống vẫn tươi đẹp. Đó. Đất nước Việt Nam đó phát triển về mọi mặt. Mày như anh nói an nha. Nhiên đi. Anh nói nha, để em đi lúc lúc nha. Ờ em cứ đi đi, em làm đó. Gì em cứ làm đi, để anh nói cho anh nghe. Rồi ok. Thật ra là báo đài mà họ khi họ đăng chứ bảo là bây giờ bảo là người ta phải thế nọ thì không bao giờ có chuyện đó. Bác ngờ nhá. Khi mà họ nói thế là họ còn có nhiều điều hơn thế nữa, nhưng mà họ chỉ cảnh báo thế thôi. Vì chính phủ nhà nước mình chế độ này là nhân đạo là cái chỗ đấy. Trước khi người ta muốn nói một điều gì phải có căn cứ và phải tập hợp, chứ không thể nào mà lên một kênh truyền hình chính thống để mà đi mà họ lại đưa cái tin bác lên thế cả. Cái thứ hai là các bác cứ dọa anh Lợi Minh, thế thì song song cái việc đó là kênh truyền hình An Ninh TV họ đưa lên cái thông tin là anh Lợi Minh là một người, một cái tấm gương kiều bào để mà phản đối lại cái chuyện đó, mà về đất nước phát triển, nói lên cái tình yêu quê hương đất nước. Nên bác phải hiểu đấy là một cái cú tạt bất mạnh, kể cả về mặt nếu là một người hiểu thì mình phải biết lắng nghe, đừng có bảo thủ nữa, dù sao nữa là người Việt Nam. Bác hiểu không? Tôi chẳng cho bác làm phản động đâu, nhưng mà bác đang đi sai, nên là quay đầu đi bác ơi, là bờ. Đừng có cố tình, bởi vì bác cũng ngay như cái chuyện bác xúc phạm lãnh đạo đấy. Ông Nguyễn Thanh Sơn dù sao nữa ông là lãnh đạo, hoặc là tuổi tác, hoặc là vị trí xã hội ông hơn bác nhiều thứ. Thế là mình lớn tuổi rồi, cái phép lịch sự là tối thiểu là mình phải có. Chứ nói thật với bác, để nói là nếu mà để khốn nạn ấy thì nói thật sự với bác là bác không khốn nạn bằng nhiều người đâu, nhưng mà người ta dùng cái sự tử tế để người ta sống với nhau thôi. Đấy, cũng như bác Hồ nói ấy, mình đã nhân nhượng thì giặc nó càng tiến tới, mà đã tấn tới thì mình phải quyết tâm giải phóng miền Nam, kể cả phải đốt cháy dãy Trường Sơn này cũng phải thống nhất đất nước. Đấy, đấy là cái tinh thần dân tộc của người Việt Nam, bọn em cũng thế thôi. Nên là bác đừng có vào đây, đừng có comment vài cái câu xong rồi lại chửi bậy. Còn bác cảm thấy không thích bác đi ra, bác không thích bác đi ra, bác đừng có vào đây bác nói thế, người ta đánh giá bác vì đây là một cộng đồng mạng. Ai vậy anh? Anh nói bác ngơ tí thôi chứ loại A, hồi nãy em nói bác ngơ loại đó. Loại A Quy mới Hùng Phạm nói gì cho nó mệt người, kệ mẹ nó, cho nó ở dưới nó nghe, nếu không lốc không cần phải trả lời, kể cả nó nói gì nói, bởi vì là chúng nó không tuổi gì cả, nó không đúng tuổi rồi. Gì cả mình có gì đâu mà lo, để cho họ nhìn thấy để cho họ nhìn thấy Việt Nam như thế nào. Ôi giời, bọn nó làm sao mà được đấy, sáng ra là ăn, ngủ dậy đi ăn sáng cao. Bất ngờ vô đây tự nhiên sọc dưa chi vậy?
vì anh nói với em từ hôm giờ anh xem đi xem lại cái vấn đề đấy và nói thật sự với anh là anh những trường hợp như anh Lợi Minh ấy là nói thật là một người rất là mình không phải gì anh chẳng gặp mà anh chẳng cần có gì để mà cầu vinh cầu lợi hay cầu gì của anh Lợi Minh cả, nhưng mà cái tư tưởng em hiểu không, là con người ta thôi thì mình cũng sự quay trở về thì mình cũng phải nói lên sự thật. Chứ bọn thằng AQ như nó nhìn thấy sự thật nhưng nó bẻ queo. Chứ còn anh Bắc Ngơ ấy thì thật ra này anh thì cho rằng là không Ngơ thì bản thân Bắc ấy cũng không phải là cái người chủ đích như thế đâu. Thế nhưng mà Bắc ấy nằm ở trong cái đám tổ quạ thì Bắc ấy là phát ngôn viên của bọn tổ quạ. Thế nên là Bắc cứ nói mà Bắc ấy nói theo kiểu là lập trình. Còn cho nên là Bắc ấy bị hở, cho nên là đài truyền hình người ta cũng không đánh, không phải là nguyên ông Ngơ mà người ta nói ông Ngơ để dung lên cái vấn đề khác. Còn mấy cái thằng kia chứ là cái thá gì mà chứ bảo là còn yêu cầu mới thế đọ thế kia. Anh nói với em nhá, nếu cố tình nhá, ông Ngơ cứ tin tôi đi, nếu cứ cố tình tiếp tục nhá, các ông sẽ bị sợ gãy nhá. Bởi vì anh nói với Hà My này, nói với anh em trên cộng đồng này, khi mà đã đưa lên truyền hình nó không phải một vấn đề đâu, nó còn phải từ bộ phận an ninh mạng, từ những bộ phận ngoại giao, từ những bộ phận trong ngành quân đội, bởi vì nó liên quan đến cả quân đội đó, cho nên là người ta phải có ý kiến chỉ đạo. Mà tại sao người ta không phát trên an ninh TV, tại sao người ta không phát ở đài truyền hình mà người ta lại phát ở trên kênh chính thống của quân đội nhân dân, là người ta có lý do của người ta. Em hiểu không? Cho nên là bọn này đầu đất. Anh cho rằng là bọn này cứ tinh vi, cứ tưởng như thế nhưng mà đầu đất. Chứ còn bây giờ nhá, sự việc nó rõ ràng rồi thì chúng tôi phải lên tiếng thôi. Bởi vì bọn tôi phải ủng hộ những cái kỳ chính thống của nhà nước chứ. Đài báo là kênh tuyên truyền chính thống của nhà nước. Đài báo nói thì chúng tôi phải ủng hộ đài báo việc và phải lên án những cái hành vi không tốt. Còn là ủng hộ những cái việc làm tốt. Đúng không em? Nên là cái trách nhiệm của mỗi người dân là thực hiện chủ trương chính sách của nhà nước thì phải thông qua các cái kênh truyền thông chính thống hoặc những tờ báo chính thống. Vậy thì kênh truyền hình đấy đã đưa ông Ngơ vào cái danh sách những cái thành phần gọi là diễn biến thì ông phải xem xét lại chứ, người ta chưa nói ông phản động mà ông đang tự diễn biến, là ông đang tự thay đổi từ một con người tốt sang một con người xấu chứ ông chưa xấu hẳn. Cho nên là người ta cảnh báo ông để ông thay đổi. Cho nên ông phải biết lắng nghe. Dù rằng Bác lớn tuổi hơn tôi thật đấy, nhưng mà Bác cũng cần phải biết rằng tuổi tác nó chỉ là một vấn đề thôi. Nhận thức mới là quan trọng. Đúng anh. Đấy. Cái nhận thức của con người mới là quan trọng, và người ta phải biết ngồi xuống, người ta phải biết nhìn nhận. Có những cái sự việc mình cũng không thể nói được. Mình cứ nói như thế, nếu đây là ông ở trong nước thôi, nếu ông Ngơ vào ngoài, mà ở ngoài hải ngoại mà đám ba que ông còn xuyên tạc nhiều hơn nhiều, tôi dám khẳng định. Cậu này anh nói chính xác. Ồ, thật đi. Chính xác, trăm like luôn, ngàn like luôn. Cậu này chính xác. Ngày hôm nay đang vui mà, nay vui ngày đúng không bạn anh? Ngày hôm nay là ngày vui. Vui mà hôm nay anh nói với em là sáng ngày đi một đơn vị bộ đội rồi, chiều hôm nay đơn vị bộ đội lại mời đi ăn. Đấy, anh vừa đi một đơn vị pháo 168 ở trên này, vì ở đây giáp danh họ mời các doanh nghiệp mà mình lên tham gia tí xong về. Đây là cái thành ngày vui là của cả nước. Vì Bình Phương. Vì chú Bình Phương. Mà anh Lợi Minh có ra Hà Nội không đây? Để em đón anh, tiếp anh để đưa anh đi Đền Hùng chơi tí nào, thăm vua Hùng Vương tí nào. Tự nhiên đâu ngơ ngác, chú ngơ ngác vào cô ngơ ngác kì lạc diễn đàn hả? Thì lạc diễn đàn hả? Nên ta like ba que cô lạc diễn đàn hả? Tính đóng phim cùng với ba que hả? Ngơ tính đóng phim chung với ba que hả? Anh đang nghe nó like ba que thì như ngơ ngác chạy vô tính đóng phim chung với ba que hả? Anh Lợi Minh mà có giờ có thời dịp mà ra Hà Nội thì thông báo để anh em
em xuống Hà Nội gặp anh. Xong rồi là mời anh lên Phú Thọ của em chơi. Ami đang ở đâu đấy? Em ngồi quán cà phê sát nhà em nè. À đây à? Dạ. Em sáng nay ngày hôm nay mà. Bây giờ đó like nè, đó. Ngồi chơi chút xíu rồi đã. Lưu Long ơi. Chị Hà My ra đây nhiều lần rồi nhưng mà chị ra đây chị không gặp anh được bởi vì là anh có nhiều show rồi, anh ở xa xôi nên không gặp được. Đâu mới ra có lần nè, đâu nhiều lắm. Để khi nào đi nữa chứ. Để dùng okay, có anh Lợi Minh. Ok anh Lợi Minh, anh Lợi Minh ra đây, gặp anh em người này, em gặp Bảo Trâm ở trước mấy anh em hẹn nhau gặp ngồi tí cho vui. A Quy thấy không? A Quy thấy ngày hôm nay không? Đó, các cái Việt Nam rất là vui và sung sướng đó. Anh nói mấy em cờ đỏ sao vàng à, dập trời mây luôn. Đó. Ở ngoài phố nha anh này, dập trời mây luôn. Đúng. Hôm nay chỉ biết yêu màu đỏ mà thôi đó. Đấy. A Quy thấy không? Đấy, hoa quả rồi. A Quy thấy cuộc sống Việt Nam mẹ sướng không? Yên bình không? Đấy, cần gì bị Mỹ đâu. Ở Việt Nam sướng lắm, nước chảy róc rách, ngồi ghế đá uống cà phê. Đây, bây giờ nước lên Việt Nam, nước lên là đỏ, nước lên rốt mắt đỏ. Nước phun lên rồi đó chưa, nước phun khói đấy lên mát rồi đó thấy chưa. Đấy, phun khói lên đấy. Đó, đấy, thấy không, ngồi cảm thấy ý với Đà Lạt kìa đó, đó nó xuống ơi. Đây, đây, A Quy biết đây là nước Tam Sơn, đó. Đấy là ba ngọn núi, hiểu không? Đấy. Chả biểu tình chứ gì ạ. À, phải tương tương à. Biểu gì em, như ai biểu cuộc sống dân đây là dân nhá, dân là đây đằng sau là còn ruộng đồng hết đấy nhá. Đấy. Cứ sống chúng cứ không về Việt Nam lại cứ tưởng là cuộc sống ở bên Mỹ mới là anh là nhất. Đâu rồi? Có camera không? Ừ. Đó. Tôi thật ra cuộc sống ở đâu thế thôi, cũng phải làm phải ăn Hà My không? Đó. Thế nhưng mà tình yêu quê hương đất nước thì nó sẽ không ngừng chảy trong mỗi người dân Việt Nam. Chứ còn ai cũng phải làm phải ăn và phải tư duy, cũng phải chịu khó thì mới có được. Chứ còn tự nhiên không ai cho mình được. Nhưng mà cái chính là đừng có xuyên tạc, đừng có chống phá, đừng có kích động, đừng có làm, đừng có xúc phạm người dân. Chúng ta lúc nào nó cũng nghĩ người dân Việt Nam mình lúc nào bị người này đè, người kia nén, rồi sợ Trung Quốc với lại những cái gì ấy. Này xin lỗi, không có chuyện đó đâu. Con người Việt Nam nó tự cường, dân tộc Việt Nam nó từ xưa đến nay rồi, nếu không thì nó đã nghìn năm Bắc thuộc, nó đã là Trung Quốc rồi. Còn nó đã không phải là Trung Quốc thì nó không bao giờ được, kể cả là bọn ba que về đây thôi, trước khi chúng mày lật đổ thì chúng mày anh có cả đi được vào lại. Anh thoát ra đi được tao ạ. Này thằng Lưu Long, mày viết cho nó đúng nhá. Mày đừng xuyên tạc, mày chết với tao đấy. Không, Lưu Long có đâu. Đây Lưu Long nó bảo anh Phùng nôn đây này. Không, Lưu Long có chiến đấu Lưu Long. Lưu Long nó phải biết là anh Phùng nên chứ đừng có Phùng nôn, anh vớ vẩn. Còn nếu mày nếu không thì Lưu Long mày gọi anh là Phùng Nện, anh là bọn phụ nữ ai gọi anh là anh Nện vì anh Nện khỏe lắm. Nhìn tướng lực không à, không thể gọi sao đâu. Lần này vào Sài Gòn anh phải vật tay với cả Duy Nguyễn Phát. Anh sắp vào Sài Gòn mà. Dầu gì anh nói Lưu Long nói câu đấy, mày gần nhà anh mày xuống cái chơi. Nói mày tao làm suốt ngày giàu đâu. Làm mới có tiền ăn chơi chứ, làm có tiền còn ăn chơi. Đúng không? Mình vừa làm rồi có tiền ăn chơi chứ. Ông Lưu Long này thì thật ra là chỗ anh em cách nhà anh tí mà, nhà nó ở trên khu 1 Văn Lung mà. Thằng này là không phải là Lưu Long. Thì mình kêu cái nick Lưu Long đi. Lưu Long này thì thật ra là cũng có ấy đấy, cũng nó chỉ kém anh có mấy tuổi thôi.
bây giờ trên trên quê nhà Lưu Long là phát triển lắm. Trên chỗ nhà Lưu Long đất bây giờ đắt lắm. Đấy hỏi Lưu Long biết cái khu công nghiệp của anh Phú Hòa nó ngay xuống đấy. Nhà một nhà đang nghèo như thế bây giờ ơn đảng ơn chính phủ thả bùm một phát mở một con đường. Xong rồi làm 100 cái nhà máy. Đất lên toàn tỷ mảnh. Thế em bảo thế bây giờ cái chính sách của chính phủ mình là rất hay. Là dân giàu nước mạnh. Chứ còn biết rằng khi điều chỉnh như thế em hiểu không? Là có cơ hội cho người dân rồi. Thì mới có chủ trương thành lập khu công nghiệp. Có thành lập những cái khu kinh tế. Thế này cho người dân ấy chứ. Còn dân giàu thì nước mạnh đấy là chuyện bình thường. Không có vấn đề gì cả. Điều đó là tự nhiên. Anh đây thôi, đất ngày xưa ở đây anh mua 26 triệu một mảnh. Bây giờ 1 tỷ một mảnh. Không bán. 5 mét. Nói là tư tưởng mình... dân mình rất là thoải mái. Cái tư tưởng người dân của mình. Mà đóng thuế bao tiền? Ở đây tất cả người dân ở đây cái thuế nộp cho nhà nước rất ít luôn. Cứ bảo đóng thuế. Nguyên cái tiền chính phủ đỏ ra đầu tư để mà làm điện đường trường trạm. Còn các vùng cao đấy chứ, toàn tiền chính phủ chứ thuế được bao nhiêu? Hoặc các tập đoàn lớn chứ, còn người dân đóng thuế được bao nhiêu? Trốn thuế là phần nhiều. Đấy là nói thật. Cái Lưu Long cứ đang bảo mời chị Hà My ra này. Hà My chắc nhỏ tuổi hơn Lưu Long mà. Hoặc là bằng. Lưu Long là sinh năm 76. Đúng rồi, lớn hơn mình 2 tuổi. Nhỏ hơn. Lưu Long là tên thật là Lưu Xuân An. À. Anh Chu Phan sao nãy giờ em chưa thấy camera nữa rồi. Có đúng không Lưu Long? Chào anh Chu Phan nhá. Anh Chu Phan này giàu lắm đấy, điệu đồn điền to lắm đấy. Anh Chu Phan cũng gần em đó. Đó, anh Chu Phan là có đồn điền Bình Thuận mà. Bác ngơ chắc có bác chán bác đi ra thì sao ấy? Tại vô đây tự nhiên vô đây tào lao với kim. Đúng vô chứ hiểu đầu đuôi gì, vô chị khổ ghê vậy. Tào này nói em là cuối năm nó cũng bận rộn. Nên là mình chỉ xem thôi, mình ít khi lên, hôm nay được ngày nghỉ. Tự thưởng ngày nghỉ cho mình. Đúng rồi, ngồi. Chứ. Anh công nhận không? Mình sao phải tự thưởng, phải hồi hộp. Mình thích thì mình làm, mình thích thì mình nghỉ. Nhưng mà cuộc sống thì phải làm việc chứ em. Đúng. Nếu mà cả cuộc sống này mà không có áp lực thì cuộc sống mới tẻ nhạt lắm. Anh là cứ lúc nào cũng phải căng đét luôn. Con người mình á, làm phải có hưởng thụ. Hưởng thụ mới làm, mà làm phải có hưởng thụ. Cuộc sống của mình vui hay không là từ bản thân mình tạo ra. Không ai áp đặt vô trong này hết. Tối ngày thì đừng có giống như những người mà hồi chống cộng đó. Cái những người mà đầu óc ấu trĩ á, từ mình làm khổ bản thân mình thôi. Đúng không? Thiên đường là do đây bản thân mình tự suy nghĩ ra là thiên đường. Trung mập ra đây em ạ. Dạ. Cứ thích mãi kế kế toán nha anh ấy. Nó đang bảo lần này ra xong rồi nó cưới. Ồ. Đấy. À kế toán xinh đẹp quá. Trung mập và ra là cứ suốt ngày bảo em lại đi ra. Bảo phải ra đây. Em chào anh Nguyễn Việt. Đang làm gì đấy? Nguyễn Việt á? À? Nguyễn Việt dạo này sợ vợ kinh khủng luôn. Chắc là vợ đã ép phần. Chào xin chào. Vậy đang ôm vợ lúc nào cũng nịnh vợ, thực ra là Nguyễn Việt như thế. Nhưng mà được cái là vợ là người Thái xinh lắm. Anh chị Aquy là Aquy cứ Aquy bây giờ chỉ có chạy sang Thanh Quốc thôi. Ở bên này là bọn gặp phải anh em mình phản đối là chán. Mà trông nhìn mặt thằng đấy có mấy cái lông mồm trông hãm phanh thế chứ gì. Mặt thằng A Quý làm sao mà là con người tử tế đâu. Anh nói em, anh là thầy phong thủy mà. Anh nhìn anh biết, thằng đấy không thể tử tế đâu. Mấy cái lông mồm nó thế, trông nhìn nó chán. Quá rồi hả, A Quý đang tự ái trong lòng cái bồ râu nha. Tôi tính nói mà tôi ngại miệng quá, mà tôi không nói. Tôi tính nói cái
râu này nè, tôi tự nói. Không phải trâu, không râu là nó phải ở dưới này, còn trên này người ta gọi là lông mồm, mà thằng đấy là rất giống cái lông, mà giống một lông ở một cái chỗ và khó nói. Tôi không nói, tôi không nói, tôi suy nghĩ. Em cho anh nghĩ về, tôi không nói, tôi để cho mấy người tự suy nghĩ, tại tôi nói ra kỳ quá. Nào. Gì không đi, à mày không nói, à mày không nói, à mày thấy kỳ quá. Anh còn đang cười no luôn. À mày không nói, à mày tự nghĩ đi. Em đang uống bia ngồi gần nhà anh Phùng lên nè. Đó, hà mi lát, hà mi về mới nhớ nhậu, mới cao kê đó. Mình là song ca, phải ca đó. Phùng lên nói, quá chuẩn. Không phải, ngày xưa anh nói với em là anh ở bãi rác. Nó nhiều bọn làm ca ve cho nên là lắm lúc là mình ngồi chơi bài nhưng mà bọn nó đi qua nó nhìn giống ý mồm được AQ mẹ. AQ nghe AQ mất nghe không thì AQ AQ nó giờ nó nghe vậy. À thế à, vì cái đường đang làm mà thế là em làm với các bọn bưu điện à, thế mà mày không vào nhà anh chơi, chú cứ phải trốn nhé, anh em mình với nhau, anh sống bộ đội mà, việc nào việc đấy xong cái việc gì thì thôi. Cái gì kim ngân màu đỏ gì, mặc áo đỏ ghê quá, đâu không ra màu đỏ là màu chiến thắng mà, mình là lúc nào cũng thành tựu. Tách mình ngộ lắm. Mình là cái ngày hôm nay là mình mặc màu đỏ là màu chiến thắng, thấy không? Nên chứ mình mặc màu đỏ, ok? Chắc là không phải đâu, chắc lại Kim Ngân cũng là AQ thôi. Không, thằng này nó nhiều vai lắm. Hà Huy là đóng vừa phim ác mà vừa phim xét nữa. anh nói thật sự Hà Huy, bọn nó cứ gọi gì thì gọi. Vì bọn nó gọi mình là bò đỏ, chính tỏ bọn nó là bọn ba que rồi. Mà đã cái loại ba que rồi thì có làm gì được đâu. Chẳng làm được cái gì cho đời. Anh nói với em, chỉ có làm cho chúng nó thà rằng chúng nó im đi thì có khi mình lại không nhớ đến. Chứ mình lại... Chứ nói nữa, cùng lót có đỏ không? Cần không? Úp mặt không? Phải có úp cái mặt xuống tôi mới cho thấy. Tôi phải cho úp mặt vào tôi mới cho thấy. Tự nhiên ngồi đó ngồi cùng lót có đỏ không? Tạc ngộ lắm, tạc đỏ là đỏ hết. Đỏ xuống trong ra ngoài đỏ. Nó ngộ còn lắm. Có một cái đó, không những đỏ mà đi hết đỏ là nó đến hồng cơ. Đỏ đến hồng, ừ, cái câu này nghe được không? Vì anh nói với Hà My này nhá, da trắng bao giờ nó cũng đi mới hồng. Cái còn nếu mà cái bọn da đen là nó thâm. Không, nó phải xanh luôn. Anh cái món này là anh kinh nghiệm lắm. Đó, câu này nghe được rồi, nghe em đây là mình vừa vui đó. Cứ nói bẹt ra, hả mi cũng được. Thích không? Thích làm gì nha? Chủ đề là bữa nay là đỏ mà hồng. Chủ đề nghe em nói đỏ mà hồng nữa. Em đang... Đó, cần nói gì nữa không? Em thấy bố là cho có chết thôi à, không có sống nổi. Có gì mà phải mặc cảm, cuộc đời là việc gì phải mặc cảm. Đúng anh nói rồi. Với chú, mẹ chú xuống đây gặp anh là hết mặc cảm luôn. Cuộc đời gì đâu, mình cứ sống ngay thẳng. Còn giàu nghèo nó là số phận rồi. Còn mình có ý chí thì muốn nhanh là phải từ từ. Muốn giàu hoặc muốn làm việc gì là phải từ từ. Các cụ bảo rồi, đừng có nhanh quá mới chết. Thấy không? Cứ từ chú đi vậy. Chú xuống đây mẹ đi làm với anh nhá, lưu lòng cho sợ anh Phùng Nên lớn mà anh chẳng lớn đâu, nhưng mà ở đây mình
nó lắm việc, đâm ra toàn phục vụ của chính. Con trung mập nó ra nó biết đấy, anh chẳng có việc gì ra cái việc gì, tí nó chán lại đi câu. Bây giờ anh là sống là không phải nhiều tiền, nhiều tiền làm gì, cốt là đủ sống, mình cần cái gì thì mình dùng cái đấy. Ai ở quê chi phí nó rẻ mà em, chẳng ở thành phố. Để cho anh cư xá Duy Tân ấy lên anh nói tí nào. Hôm nay 22 tháng 12 ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam. Anh cư xá Duy Tân này nói hay đấy. À lâu quá. Mình chỉ nói chuyện với những người yêu nước thôi, mình nói chuyện với những người gọi là nói lên tiếng nói sự thật thôi, còn cái đám kia mình không nói chuyện. Bởi vì lên thì tranh cãi xong cuối cùng là chửi bới. Xong rồi cái lũ chúng nó lại dọa dẫm, thế là nó chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Mẹ mình là cái chỗ nào vui đến các cụ bảo rồi, gọi là đám ăn thì tìm đến mà đám đoàn thì tìm đi. Đúng rồi anh, đúng rồi. Ngày xưa lúc anh kể một câu chuyện là ngày xưa có thời khó khăn trước ấy, ông này ông thèm rượu quá, ông đi qua thấy cái nhà bên hàng xóm uống rượu, thế hắn bảo hắn ấy xong hắn ấy đi qua, hắn ấy quay lại hắn ấy bảo là xin lỗi các anh là vừa mới đi qua nhưng mà tôi có việc tôi phải đi qua, tôi vào sau rồi thôi, tôi chịu phạt 5 chén, thế là làm 5 chén liền luôn. Nhưng mà thật ra là thèm rượu quá, mấy ngày không có rượu uống, vào là xin tự phạt 5 chén. Cái gì vậy anh Hùng Nen? Không, cái này có gì anh Việt Nguyễn? Đang ôm vợ hả? Đang ôm vợ mà thèm cái gì? Này, ông người Việt Nguyễn đây, tôi nói chuyện sách bao giờ? Tôi đang tả mồm mõm thằng A Quy, chứ tôi không nói chuyện sách. Ông cứ nói chuyện đi, ông đang ôm vợ ông thì ông cứ nghĩ linh tinh. Ông có dám lên mạng gì không? Em nói thật sự với anh Nhàn là em đang thích thằng nào bẻ cổ em. Vì cổ em cứng lắm. Trông đây tay này, đấy. Em cơ bắp như thế này mà đấm một phát thì A Quy không còn cái lông râu nào cả. Lông râu với cả răng môi là rất lẫn lộn hết. Mình là con người lao động, mình sống bằng đôi bàn tay mình chẳng phiền lụy gì cả. Mình cứ nói gì nó đúng thì mình cứ nói thôi. Còn thằng nào mà cảm thấy mà chán chế độ này thì đi sang Mỹ ở. Thì đi. Sang bên gặp A Quy. Nếu chán gì đồ này kiếm được sư bạn nào thì cứ ở. Đất nước tự do mà. Có ai cấm đâu. Thế sao nữa? Anh hỏi em nhá. Cái sàng Mỹ đấy nào thì điếu cầy, nào thì Cù Huy Hà Vũ, nào thì con mẹ Kim Thành, nào thì rồi toàn cái đám xong bên được mấy 3 tháng trợ cấp xong đi lượm lọn, cuộc đời về không về được, đi không đi được, cuộc đời nhục như chó. Chứ ở Việt Nam mình, anh em mình như người dân Việt Nam mình nó sướng đây này, nghèo nhưng mà không hèn, mẹ khổ nhưng không chịu nhục. Nhục đây là anh nói thật, mình đâu, sống hơn không nhau không con nhà. Người bà Bùi Kim Thành chống cộng giờ lùm lon bên gì đó, Ucali á. Râu A Quy nửa vơi. Nửa vơi. Nửa vơi, nửa vơi. Báo cáo với anh em là không thể gọi đấy là râu được, mà nếu gọi là ria là hơi lịch sự, còn theo anh thì là lông mồm. Nói đầu tóc nó phải bảnh bao, râu ria nó phải sạch sẽ, như cái loại bẩn lắm, hôi. Em nhìn râu A Quy mất cười quá. Chơi hai cục hai bên này nè. Mà má nó lại còn lõm ra lại như kiểu đói ăn nào. Má nó lõm này, môi râu này nó như kiểu cái mu con rùa rùa ấy. Nó lại mọc mấy cái đám bèo tây. À, đưa dĩa cái em liếm chắc dính mẹ hết. Em là thầy nữa, thầy nữa. Thật ra A Quy nó không thò mặt ra ấy, là bởi vì là thật ra nó không phải là nó sợ lộ ôi mặt với cả chống. Bây giờ lên chống là đưa mặt rồi. Không chống cộng nữa đâu. Ông mà vì nó xấu quá.
không phải trông trông nhìn nó hãm hãm lúa quá, em hiểu không? Cho nên là nó không đập lên, nó không tự tin. Ông mà đưa một cái đưa gì kem cho ông liếm gọi. Làm gì trong cắm nó bày nữa bày nữa. Làm anh cứ xa cười dữ vậy. Đây này, anh hỏi nói thật Hà My đấy, anh không phải nói phép, có lưu long ở cùng quê cho anh biết này. Mẹ cái loại mà cứ dọa anh á, tuổi gì mà dọa anh. Mẹ cứ ghét nhất là cái loại dọa, tao thừa bản lĩnh luôn chứ phải không, mà ghét nhất là cái loại cứ hay dọa. Tao đang bẻ cổ đâu, mà bẻ, mẹ tao đang muốn chết đấy. Em mà nhìn buồn buồn mà nhìn lại anh Huy mà nhìn cái miệng anh Huy vui lắm. Hả? Gái. Hưng đâu? Lâu quá gặp anh cứ xá lên tí đi anh cứ xá thì vui cả. Đấy, anh nói thật với em ở nhà đấy, khách khứa đấy. Đấy, đây là quê hương phát triển này. Anh vừa rồi phải làm cái hòn Nam Bộ này. Hết 2.000, hơn 2.000 đô, 50 triệu. Đấy, chỉ có để chơi thôi. Đấy, hôm nọ Trung Vũ ra là cái hòn khác, mày bỏ anh đi thuê bọn khác là làm. Chữ. Đẹp quá. Đào chơi Tết này. Đấy, anh chăm cái đào này, gốc to bự này mà, thấy không? Đây là gọi là thế này là bạt phong. Khi nằm like em cứ lôi bát phủ lên vào. Đấy, gọi là cái thế đào này là thế bạt phong. Đấy, bạt phong có nghĩa là cuộc đời mình nó cũng bị phong ba báo táp nó bạt nhưng mà nó vẫn đâm hoa kết trái. Đấy, cuộc đời nó thế. Anh nuôi cái cây gì trồng con gì là nó phải theo sở thích của mình, nó đúng ý tưởng của mình. Cái gì mà nghiêng nghiêng ngả ngả mới chịu. Phải nghiêng nghiêng ngả ngả nó mới nó hướng chứ nó thẳng nó lại không nó cấp kênh. Đó, cái gì mà cong cong gèo què nghiêng nghiêng ngả ngả mới đã đó. Em ơi, em có khách. Okay. Dạ, rồi ok. Để rồi anh cứ xá lên tí coi. Em mời anh cứ xá lên nhé. Được không? Em mời thì lên thì được. Anh đâu biết nói gì đâu em. Kệ đang anh em mình ngày ngày vui mà. Đề tài này ngày anh em mình ngồi nói chuyện cho vui mà. Ngày hôm nay đề tài mấy anh em á là nói là biểu tình đồ ăn không à. Em nói là người ta đi chống biểu tình, còn em mà đề tài biểu tình đồ ăn. Ngày hôm nay là lấy biểu tình đồ ăn ra đi biểu tình thôi. Qua để tắt cái tivi, Yeah. Lâu quá không thấy anh. Chờ chờ anh tí xíu nha, chờ anh tí xíu. Dạ. Ok, trước tiên anh chào em và chào mọi người. Dạ. Anh tiếng em mời anh lên anh chả biết nói gì. Bây giờ nói về đề tài gì? Đề tài anh thích gì anh nói lấy đó. Ba que nói phép hả? Dạ, ba que đó, để giờ ba que làm tống á. Từ hồi nào giờ nói phép rồi anh nghe mấy chục năm nay rồi, em cũng mệt lắm. Dạ. Thì em cũng nghe. Dạ. Em thì mới nghe đây thôi. Anh dạ. Là anh khổ nè anh nè. Rồi anh Lợi Minh trong này nè, có anh Lợi Minh phải không? Dạ có, rồi, có hả? Có anh Huy rồi. Thì chắc cũng chia sẻ cái nỗi đau khổ nói phép của Cờ Vàng mấy chục năm nay rồi. Dạ. Cho nên sao hôm nay ở Việt Nam có gì vui không em? Dạ vui. Đó có anh Huy vô đó. Ủa A Quy vô trong này à? Vô trong này à? A Quy đó là Phúc Hưng. Ồ, Phúc Hưng kìa, Phúc Hưng kìa. Phúc Hưng kìa. Không biết nói gì xuống đi. À, chưa gì là đã chửi rồi đó không? Đó. Bây giờ để anh hỏi Hà My. Bây giờ A Kiêu nói anh không biết nói gì về xuống đi thì em nghĩ sao? Em dường như em thấy anh là anh biết nhiều rồi, hãy kệ cứ nói ra. Biết gì nói đi anh. À. Tại A Quy á sợ nghe sự anh, thật lắm. Anh thì A
AQ nói anh không biết nói gì xuống đi, nhưng mà thật ra anh cũng không biết nói gì, anh chỉ có biết nói như thế này à. Anh nói là mấy cái đám cờ vàng á, từ hồi nào giờ, từ hồi nào giờ chỉ có giỏi nói phét, nhưng mà bây giờ hết rồi, tại bây giờ gọi là gì, cái thời đại mà thông tin này nó toàn cầu rồi, là nó hết nói phét rồi. Em hiểu không? Dạ. Còn sao nói phét rồi nữa, đúng không? Cho nên bớt lại đi. Nói phét không được đâu. Bây giờ cứ hô chứ cái gì? Chê sinh thì cứ nước độc. Nước độc lại cái gì em? Nước độc, cá độc có lại nó là nước độc. Cũng hư cũng lum hết đó, nó là đầu văn văn á của ba que đó. Nó là độc rồi cá chết rồi nước thải rồi là bị ung thư đó, ngày nào cũng nó dẫn đầu đi ra về ung thư. Rồi EQ thì là cứ vào trong này là học hỏi, học hỏi xong rồi cái thế thôi. Thích ăn đậu. Ủa sao? Rồi. Dạ. Ủa sao tự nhiên nó vang quá vậy em? Em đâu có nghe đâu. Anh nói. Ủa, em không nghe. Anh nghe nó hơi bị vang. Thì nói là EQ thì vô thì học hỏi. Tới bây giờ thì là bao nhiêu tháng rồi? Từ ngày anh bắt đầu theo dõi tụi em nói chuyện thì cũng 5-6 tháng rồi. Thì không biết EQ đã học cái gì chưa? Gần cả năm rồi chứ. Em thấy gần cả năm rồi đó. Không, tới 6 tháng à. 6 tháng à, 6 mà anh cũng mà học hoài em vui. Thấy không có học hoài mà áo quy không có phục hài. Học hoài không thấy phục hài. Theo anh thì quan điểm anh như thế này là anh tôn trọng những người mà cờ vàng là yeah. Họ có những cái tư tưởng trái ngược thì không sao, bình thường. Ví dụ như mình nghĩ là như thế này nhưng mà họ nghĩ khác là quyền cá nhân, quyền tự do của họ. Nhưng mà cái nói phét là không có chấp nhận được. Em hiểu ý nói không? Cái dạ, nói phét có nghĩa là cứ trắng là nói đen, là đen là nói trắng, là anh không chấp nhận cái đó không có được. Dạ. Okay. Thì anh thấy là mấy người cờ vàng là cứ như thế. Cái gì? Người Việt dân Nam ăn lôi để đánh cá. Hà My. Dạ. Cái gì? ngư dân. Ngư dân chứ mày. Ngư dân chứ mày. Ngư dân chứ mày. Ngư dân, ok. Ngu là châu. Ngư dân. Ngư dân. Ok, trước tiên mình muốn chống cộng á là mình phải biết tiếng Việt cho nó rành một cái. Ok. Viết tiếng Việt mà không rành là chống cộng không có hiệu quả. Ngư dân chứ không phải là ngu dân. Yeah. Ok. Mà xuyên tạc ngư dân dùng ngư lôi là cái gì? Agui là giống như là chơi giống như tiền sử hồi xưa mà lưu bì vậy đó anh. Agui đang có tư tưởng như vậy đó anh. Agui có cái tư tưởng giống như là hồi xưa là Tàu Tháo với lưu bì vậy đó. Như cái gì đó em quên rồi. Tư tưởng của Quy là giống vậy đó anh. Giống như phim Bị Thử vậy đó. Quy là làm giống như phim Bị Thử cái gì đó. Đó. Năm 2020 rồi mà Quy giống như là cái gì dùng ngư lôi đánh cá nhiều hả? Em Quy xem phim tàu nhiều quá. Thôi cái này anh vậy luôn đi. Dùng ngư lôi đánh cá là sao? Thì em nói là Ovi có cái tư tưởng giống như là hồi xưa là phim xem phim tàu Thủy Thử nhiều quá. Đang có tư tưởng. Nhưng mà thôi, mình chống cộng thì cũng ok, có quyền tự do cá nhân. Nhưng mà mình bớt xuyên tạc cái đi. Cái gì mà Việt Nam dùng ngư lôi để đánh cá là sao? Cứ dùng mấy cái kiểu xuyên tạc này thì sẽ không bao giờ mà thắng được Cộng sản. Anh đã nói rồi. Muốn thắng được Cộng sản á, là phải học cái cách chống cộng, ấy quên, cái cách mà đấu tranh của Cộng sản. Dạ. Đúng không em? Dạ đúng. Cái này kỳ quá.
cái này AQ kỳ quá. Nhưng mà anh cũng cho AQ credit nha, credit là kỳ này AQ không có block anh. Không có chặn anh đâu. Dạ. Cho nên anh vẫn còn đọc được. Anh vẫn còn đọc được chứ còn thường thường nó là AQ chặn anh lắm. Ừ. Cho cô dĩa kem. Ly kem. Ok. Cái gì cũng được. Em dùng tuần thì cầm đi. Ăn kem nói chuyện cho nó ngọt. Cho cô mượn cục sạc pin luôn. Cục sạc pin. Samsung Oppo vẫn được. Okay. Bữa nay anh nghe nói bên Việt Nam biểu tình á. Đúng, biểu tình gì anh biết sao? Biểu tình đồ ăn. Gà chạy bộ. Là sao? Gà vườn chạy bộ. Biểu tình đồ ăn gà vườn chạy bộ là ngày hôm nay làm gà luộc xếp hay chấm hủ tiêu. Đó, biểu tình. Đó. Ăn mừng ngày quân đội. Ăn mừng ngày quân đội Việt Nam chiến thắng. Đó. Là em nói là biểu tình đồ ăn. Làm gà đi bộ mà gà vườn đó nha. Gà vườn xếp hay chấm hủ tiêu. Ốp, trời ơi nó ngon bà cố luôn. Rồi uống vài ve vui vẻ về với vợ. Đó, đúng không? Ba cái màn đó thì thật ra bên Mỹ thì ít. Ở bên Mỹ ít có ăn mấy cái đó. Dạ. Ok, bây giờ để trả lời cho Phục Hưng. Phục Hưng hỏi chứ. Có nghe tin tức là dân Phú Yên kéo lưới lên được một trái ngư lôi á. Hà My, em có nghe cái trái ngư lôi không? Em không để ý kìa. Nói chung em không có để ý mấy cái đó. Nhưng mà tại sao mình cần phải quan tâm cái đó hả? Tại vì em cái trái ngư lôi. Cái trái ngư lôi đâu phải là Cộng sản Việt Nam nó thả xuống nước đâu. Cái đó là của... Bắt buộc là của các nước ngoại bang nó thả xuống nước rồi. Nói chung là... Cái này có giải quyết gì nhất lắm. Bây giờ tính dùng cái ngư lôi để mà bôi bác chế độ hả? Hả? Trái ngư lôi kéo lên á, thì nó chỉ có để chứng minh nhá. Là nước Việt Nam mình đã bị các thế lực ngày xưa đó, ngoại bang á, nó thả vũ khí xuống vùng biển của mình. Bây giờ tự nhiên cái đem cái trái ngư lôi ra, nó cũng chả có nói lên được cái gì đúng không? Không có nói lên được cái câu gì hết. Mấy người chống cộng này bắt đầu dùng trái ngư lôi để mà tính bôi bác cái gì đây. Mà... Dạ đó, em biết chứ. Nhưng cái này em nói thiệt cái gì cũng vậy. Ở đâu cũng vậy. Còn cái chuyện đó là nhà nước Việt Nam. Dân ngư phủ người ta, dân đánh cá người ta không có ngu mà ta dùng ngư lôi để mà người ta đánh cá đâu. Theo Hà My nghĩ sao? Cái người đánh cá người ta có dùng ngư lôi để đánh cá không? Không. Không. Người ta đâu có ngu dữ vậy. Người ta đâu ngu như giống mấy người chống cộng đâu. Không, dân Việt Nam á, là em nói dân Việt Nam á, là bị họ khôn lắm rồi. Đừng có nghiệt như hồi xưa mà, giống như hồi xưa mà em ta nói là ông Quy này hay dùng thủy thử lắm. Ông Quy hay dùng thủy thử. Nên chứ dân Việt Nam bây giờ là mặc áo quần đồ đẹp rồi. Không phải như hồi xưa mà thủy thử bằng cái váy khô nữa. Đó là họ cũng am hiểu. Chứ bây giờ là mà Facebook này đó. Okay. Chống cộng là phải thông minh lên. Chống cộng mà ngu si như vậy làm sao mà chống được. À, khổ ghê vậy. Quá, anh thấy quá ngu si luôn. À, bởi em nói là tư tưởng của AQ á, là em nói là đi đổi lại giống như Thủy Hữ vậy đó. Đầu óc của AQ là giống như Thủy Hữ hồi chưa là chưa có xài mạng vậy đó. Em đã khổ. Ừ. Nhanh lên bé ơi, sắp được có bé ơi. Nè, để nói cho Phục Hưng nè, Hà My, để cho anh nói cho Phục Hưng một câu nè. Muốn chống cộng, thứ nhất là mình phải thông minh lên. Thứ hai nữa là mình phải viết tiếng Việt cho nó chính xác. Còn nói miếng tiếng Việt, tân tiến chứ không có tân tiếng. Ok. Phục Hưng nghe tôi nói gì không? Viết tiếng Việt cho nó chính xác.
Tân Tiến, không có chữ G, ok. Vậy nay về Hướng Dương này nè, quên gì về Phương Lê này nè, Phương Lê này nè cũng bao que lắm nè. À, đấu với Hà My thua thì xài tiếng chửi, bao que chỉ có vậy thôi à. Từng đấu với Hà My thua Hà rồi. Này gì Phương Lê nè đó anh cũng là đó. Gì gì fan của bên rừng chuột à, từng đấu với Hà My cũng thua rồi phải không? Ai à, không biết cái gì hết rồi cũng nói tùm lum tào lao mấy game không à, thua rồi bắt đầu xài câu chửi. Ok con. Ờ nay bao que được á, bao que được nhỉ. Xem biểu tình chưa vậy? À, nay hài, xem sắm hài coi. Ăn cái thua gì hả? Cái gì đại sứ quán của Đào Vinh Quân là cái gì? Đào Thục Quân anh ơi, Đào Thục Quân quên, Đào Thục Quân, Đào Thục Quân. Thật ra ở bên Mỹ này chả có ai mà quan tâm đến Đào Tụt Quần là ai. Cái thằng cha đó nó hơi bị điên điên đó. Điên quá chứ anh, điên hơi điên nhiều. Ok gì à, con kéo cái bàn tới đây giùm cô quá. Cô ngồi tí xíu à. Hôm nay là con ngồi hơi bị lâu đó. Bữa nay bữa nay Hà My đi đâu vậy? Dạ em ngồi quán cà phê rồi em đang đợi chống cộng mà em ra ngoài mà cái này xem tụi này biểu tình mà em sợ đen da. Nên chứ em ăn vừa ăn kem à, vừa xem có biểu tình tới đâu rồi. Sao bữa nay em có một mình vậy? Không em có... lúc nào cũng mình anh. Em lúc nào cũng mình à. Nên chứ em là em để xem qua tụi cái gì chống cộng cực ngu. Ngày hôm nay là ngày chiến thắng của nó. Nên chứ em ngủ ngay thôi, ngồi coi xem thử sao ra nắng mà sợ đen da quá. Cho anh nói cái này cái Hà My. Dạ. Anh để ý, anh thấy mấy người mà chống cộng ở bên Mỹ á, họ dùng chữ, ví dụ như là cái gì ta? Phục hưng, hay là đại bàng, hay là cái gì ta? Hay là... những cái từ mà gọi là đao to búa lớn đó, phải không? Dạ, đúng, ví dụ đúng, như đúng. Là hồng bàng hay là anh không nhớ hết, nhưng mà nói chung là anh nhớ hết tất cả những cái từ mà họ dùng nó nghe ghê gớm. Phục hưng. Với lá cờ thiên. Ừ. Nghe buồn cười. Bởi em mà nói với anh, mấy người này họ xem phim thủy hữ với phim tàu dữ quá. Đó. Kìa, có ai chửi em kìa. À, Hùng Phạm mà anh. Hùng Phạm nè, như là Phương Hương Lê nè. Đăng Phạm là Hùng Phạm đó anh. Đăng Phạm là Hùng Phạm. Hùng Phạm. Ôi vậy hả? Dạ, yeah, đó đó. Ok, theo cư xá Duy Tân á, phục hưng có nghĩa là gì? Hà My. Có cái câu hỏi cho anh kìa. Phục hưng có nghĩa là gì kìa? Thôi anh trả lời đi. Anh ơi, anh tiếng Việt thì anh để dành cho em trả lời nhưng mà phục hưng á, theo tiếng Anh á, là có nghĩa là xong bây giờ em là... thấy phục hưng là thôi em nghĩ đã cách đơn giản đi. Cho anh trả lời cái đó. Phục hưng là phất hưng. Phất hưng có nghĩa là hưng phất á. Hưng phất. À dạ. Hưng phất. Còn em thì đơn giản, bây giờ em nói nha. Em nói phục hưng là ở với em, họ kêu là cái lòng cuốc, cái cuốc á, cán cuốc á. Cuốc mà cuốc đang bị gãy vậy nè. Đó, đóng lại kêu là đóng lại. Đó, cán cuốc. Đó không? Cán cuốc. Ok. Em mời anh Lợi Minh lên đi. Anh Lợi Minh có trong này nè. Yeah, anh Lợi Minh đâu? Phương Lê không có camera. Tại Hưng Lê, Phương Lê là hỏi lui tới nào là tại vì sao?
phụ nữ Việt Nam đi làm gái nhiều quá. Cái câu đó thì mình thừa biết rồi. Cái câu này cũng phụ nữ thì mình đã từng trả lời rồi. Đúng không? Đúng không? Đã nói rồi. Thì cái câu này câu lưu tới là chỉ có đơn giản vậy thôi hả? À? Đơn giản thôi. Mình trả lời đơn giản rồi. Thì sẵn đây mình cũng nói với cái câu hỏi là trả lời tại sao nói là phụ nữ Việt Nam đi làm gái nhiều quá. Ở đâu bằng chứng đâu mà Việt Nam hả? Chính quyền Việt Nam cấm mại dâm, không có cho tự do, thấy chưa? Còn mà phụ nữ mình á đi qua nước khác làm hay không, tại vì cái đó là quyền tự do của họ. Chứ giờ nước đâu có. Đúng rồi. Cái bản thân của họ, họ thích làm đó là quyền của họ, mà đã qua xứ nước khác rồi. Còn đất nước Việt Nam không có cho làm mại dâm. Tôi trả bằng trả lời. Còn cái bản thân của họ đi qua nước khác, họ muốn làm như thế nào đó là quyền của họ, quyền tự do của họ. Chẳng lẽ cho nước cấm? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà sao đi hỏi người ta như vậy? Cái đó đi qua nước khác cho Việt Nam thì cái đó là quyền tự do cá nhân của họ. Đúng không? Tại vì cái câu này Hương Lê này á, hỏi nhiều cái tôi thấy không có dính líu gì vào cái đất nước này hết á. Cái đó là quyền. Nhà nước không bắt khi nào nhà nước Việt Nam bắt là cô phải làm gái phải đóng thuế cho tôi á, thì cái đó mà hỏi tôi mới trả lời. Còn chính phủ Việt Nam là cấm mại dâm, không mở, không cho. Còn đi qua đất nước khác rồi thì nhà nước Việt Nam không có quản nữa. Đó là quyền của cái bản thân con người đó, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Đó, tôi trả lời về bà đi nói tôi là ngu, ai ngu? Chính bản thân bạn mới ngu, đúng không? Không, cái gì mình cũng đổ thừa, cái gì mình cũng đổ thừa cộng sản. Thì nó cũng đâu đúng đâu. Mình tôi không có ra mà chưa có camera. Chứ tôi ở đây tôi cho lên sạch. Tôi cho lên sạch, tôi không có sợ, tại vì đất nước Việt Nam có gì đâu mà tôi phải độc tài đồng rồi gì không? thật ra Phục Hưng cứ hỏi anh cái ý nghĩa của chữ Phục Hưng là gì á, nhưng mà anh không có quan tâm, anh không có quan tâm cái chữ đó, anh thật sự anh hiểu, anh cũng chả thèm nói, nó chả có liên hệ đến cái đề tài mà mình muốn đang nói. Anh muốn đặt tên của anh là Phục Hưng hay là Phất Hưng hay là gì, anh không quan tâm. It doesn't matter, ok? I don't give a shit. Cái bên đó không nói lên được cái gì hết. Nói vậy luôn đi anh. Tại không nói lên điều gì để suy nghĩ hết. Tại nó không quan trọng. Vì tên nước Việt Nam này là có chủ quyền rồi. Hà My, em cho anh xuống xong rồi kéo anh lên lại, tại vì nó bị vang. Dạ, ok. Cho anh xuống. Anh ok lại đi. Đợi tí xíu đi. Có camera mình sẽ mời. Đặng tôi không bao giờ tôi đọc lại. Lên. Có thể. Anh em dưới này đối đáp được. Trả lời sự thật. Không có lừa đảo đúng không? Cho các người toàn là đi lừa đảo không ha? Lừa đảo dân không ha? Lừa đảo dân nào này gì? Cộng sản cướp đất. Rồi gì hà hiếp dân, to là lừa đảo không? Có giống ai hết á. Từ lừa đảo kiếm miếng cơm để ăn không à? Em lên hả? Rồi. Để đợi ra Hạnh Phúc đợi tí xíu nha. Chị mời lại anh Tư Xá lên trả lời tí xíu rồi đã. Không có camera, có là mình sẽ mời này. Aqui thì có này. Rồi. Rồi, đang kết nối tí xíu. Dạ. Để nói thử còn vang không? Alo, anh nghe không? Em có nghe anh nói không? Dạ nghe. Ok, giờ đỡ vang rồi. Nãy tự nhiên cái vang nghe kỳ quá. Ok, thì Phục Hưng cứ đặt nhiều câu hỏi cho anh quá. Anh không có muốn trả lời cả. Chả gì cần phải trả lời ấy. Bây giờ anh chỉ có muốn nói là ngày xưa tụi anh ở bên Mỹ ấy, mà tụi anh mà nói lên cái ví dụ như tụi anh muốn phát biểu cái tự do ngôn luận của anh á, mà ví dụ như anh nói là anh không thích cờ vàng hay cái gì là anh có nhiều vấn đề lắm.
Tại vì Cờ Vàng ngày xưa làm mưa làm gió, nếu mà anh mà dám nói lên câu đó là họ sẽ hiếp dâm anh mình. Phúc đợi chút xíu nha. Họ sẽ hiếp dâm mình tại chỗ, phải không? Nhưng mà thời đại ngày nay là thông tin toàn cầu rồi. Cờ Vàng bây giờ là hết bịp được người ta rồi. Dạ. Cho nên anh có quyền nói, đúng không? Dạ. Những người như anh hay là anh Cầm, Lợi Minh hay là Việt Pride hay là những ai mà anh quên tên này, xin lỗi, thì anh Tư Tân Bình nữa. Mình tự do nói thôi, mỗi người có cái quyền tự do. Anh có quyền tự do chống cộng, tôi có quyền tự do không chống cộng. Các anh có vấn đề gì không? Không, đâu phải là ai cũng phải làm như là các anh đâu. Tại okay, anh thấy mệt quá. Bây giờ anh hỏi Hà My nha. Dạ. Phục Hưng hỏi chứ chưa hiểu từ Phục Hưng là gì mà cũng lên bàn luận, thì Hà My giúp anh cái đi. Đối với tôi đây, dù tôi hiểu cũng chả có thèm để ý tới, em nói đơn giản gọn, không cần để ý tới, tại vì không có nói lên cái điều gì hết, tại vì chỉ có cái từ đó là chỉ nằm dưới cái hạt cát, dưới lòng bằng chứng của cộng sản. Tôi trả lời vậy gọn được rồi. Nên thì... không có đủ tư cách gì để mà hỏi cái trả lời cái này. Không nói lên được cái câu gì hết. Phục Hưng hay Phục Quốc gì cũng là tôi kêu Phục Quốc hay Phục Hưng gì tôi không quan trọng. Đối với tôi không có quan trọng. Anh thì anh bắt chiếc Hà My trả lời như vậy được không? Anh nói chứ ok thì các anh muốn đặt tên gì các anh đặt tên, tự nhiên các anh đặt tên anh hỏi tôi, anh bắt tôi trả lời. Tôi đâu có ke đâu, anh muốn đặt tên gì kệ em nhé. Là mắc mớ, tôi phải hiểu anh đúng không? Cái gì mà anh không nhớ? Còn tiếng Việt ấy, cái chữ Phục Hưng thì đương nhiên mình hiểu là cái gì rồi. Nhưng mà anh lạm dụng cái từ đó không có xứng đáng cho anh. Ok. Còn nhưng mà anh có quyền, anh muốn dùng cái từ Phục Hưng hay là từ gì thì quyền của anh. Nhưng mà anh cứ hỏi tôi là tôi phải trả lời Phục Hưng có nghĩa là gì. Tôi đâu quan tâm đâu. Anh muốn đặt gì đặt. Đúng. Quyền tự do. Quyền mình tôn trọng quyền tự do của người ta. Đúng họ rồi. Họ muốn dùng bất cứ cái Phục Hưng hay là Phục gì kệ họ, nhưng mà cái quyền tự do của anh không cần phải trả lời. Sao tôi không phải cần vớ vẩn cái vớ bận bợi này nè. Cái tư tưởng cái này á là ấu trị, anh biết sao giống như nó là to lớn ha. Đúng rồi, thì hồi nãy Hà My cũng nói là ông Quy nghe này có quyền nằm trên cái nhánh cây á, đúng không? Nằm cái nhánh cây ba nhánh vậy nè, nằm gác đây ngủ mà giống như một cái mơ mà lên thiên đường vậy đó, dạng như lên thiên đàng đó. Cái chữ Phục Hưng này của nó giống như có quyền để nằm mơ, đúng không? Mà mở mắt ra thì không còn để mà mơ, có quyền để mơ, mơ chỉ sướng trong giấc mơ thôi. Còn cái lại, Phục Hưng Phục Quốc không quan trọng đối với lại anh nghĩ cái này là nếu mà mình muốn chống cộng á, thì mình đường đường chính chính, đúng không em? Dạ đúng đó, đường chính chính, mình có quyền chống cộng. Anh không bao giờ mà nói những người chống cộng là họ không có quyền chống cộng. Họ có quyền chống cộng. Họ đường đường chính chính. Thành ra họ không nên che cái mặt của họ. Đúng không em? Họ không nên che mặt của họ. Là một, thứ hai nữa họ không nên dùng nhiều cái nickname. Lúc thì Phục Hưng, lúc thì EQ, lúc thì cái gì đó. Mình cứ đường đường chính chính. Mình nghĩ mình không làm sai á, thì mình cứ đường đường chính chính thôi. Phải đó. Họ, tại vì anh biết sao họ, mấy người là coi giận mà chống cộng rồi nè. Chống cộng thì kêu chống cộng cực ngu đi cho nó nhanh. Chống cộng ngu nè. Một cái đầu óc tư tưởng sống một đất nước văn minh mà cái tư tưởng của các người. Y giống hồi nãy mình tự nhiên mình ăn hạt nho, mình dục mất tiêu rồi. Cái hạt nho đang chén trong cái ly kem này. Mình dục mất tiêu rồi, đầu óc quá hẹp. Cái hạt nho vậy đó, đúng không? Nghĩ sao vậy? Bây giờ đất nước người ta sung sướng vậy nè, không đòi gì ăn, không chịu. Ở đây cái gì? Hả? Chị Hương Lê nè, mà bằng tuổi này xám gì cỡ chứ. Đấu với người ta thì thua thì lên diễn đàn thằng bê rương trột á. Ai kìa thằng Darien á, chửi Hà My. Ê, các người vậy bỏ suốt cuộc người, các người là bằng thua mày mại đấy không? Đầu óc á, trình độ thì không có, đầu óc thì lại ấu trĩ. Đầu óc á thì quay lại cái thời mà xưa, cái thời mà của xem phim tàu nhiều quá, hay chứ các người cứ sợ tàu không à. Tại vì xem thủy thử nhiều quá, xem phim tàu nhiều quá,
đó, nên chi là đầu óc lúc nào cũng sơ tàu à. Một quay lại á, cổ lũ xị giống như hồi xưa mà không có quần mà mặc á, giờ tao mặc áo quần đẹp vậy nè, bắt tao cởi lại à, cởi làm gì, đúng không? Tao mặc áo quần đẹp mà sang trọng vậy nè, tôi trai gì mà đòi tôi mặc cái đồ mà hồi xưa một cuốn khố vậy. Tư tưởng đầu óc chống cộng cực ngu. Rồi mời anh. Mấy người tôi phải nói vậy thôi, tôi không cần gì nói nhiều. Có quyền leo lên cây để suy nghĩ, có quyền nằm mơ, đất nước tự do có quyền nằm mơ nhá. Ngay cả nuôi mộng đi. Ngày xưa Mỹ nó có hơn nửa triệu quân ở Việt Nam, cộng với lại nó có đồng minh nó mấy trăm ngàn nữa, cộng với lại nó có hơn 1 triệu quân Nam, Việt Nam Cộng Hòa, mà nó vẫn không có thể chiến thắng được, đúng không Hà My? Ừ, dạ đúng rồi. Thì bây giờ mà mấy ông nội này làm gì mà thắng được? Làm gì thắng? Chưa kể là nó chưa kể nó phét nữa sao mà thắng được? Mình chiến thắng. Nó phét là lừa gạt người ta là được đó anh, tại vì mấy người là lừa đảo được mà. Lừa đảo. Chỉ có giỏi lừa đảo. Ok, Phục Hưng thôi, anh qua Mỹ lâu quá, bây giờ lú rồi. Hà My có thể giải thích cho anh, tự nhiên qua Mỹ lâu quá, lú rồi là như thế nào? Cái người mà nó lú, cái người mà lú thì họ bất cứ cái môi trường nào họ cũng có thể lú, đúng không? Đúng không? Thì Phục Hưng có thể ở Mỹ, họ cũng có thể lú. Mà bây giờ có vẻ qua Phi Châu cũng có thể lú, hoặc qua đâu cũng có thể lú được, lên thiên đàng cũng lú được nè. Tự nhiên cái hô chứ ở Mỹ lâu rồi lú, nó liên hệ đó. Mấy cái lập luận này nó vớ va vẩn, mệt quá. Cái lập luận những người này giống luận. Như con Hương Lê này không đủ tuổi, với nó chuyện với tôi nó thật luôn, không đủ tuổi, thấy không? Chị Hương Lê này cũng đủ tuổi để nói chuyện với tôi vậy. Anh không thể nào mà lập luận chung mấy người này. Tự nhiên cái qua Mỹ lâu rồi lú đâu. Qua Mỹ lâu rồi lú, what the fuck is it man, you know? What the fuck did you talk about? You know? Đầu ăn chị sao nhiêu đó? Chắc độc. Thế bên Mỹ chắc độc nhiều rồi ha. Cũng chắc độc gì? Hả? Với ăn đồ gì độc hại cũng bên Mỹ cũng có. Nhưng có không lấy nè, cũng đủ tuổi đâu mà nói chuyện, phải không? Đầu óc tối ngày cũng mở mang. Loài mà họ cái gọi là chống cộng cực ngu á, thì lấy đâu ra nữa mà chống. Chống cộng cực ngu. Tối ngày cái lá đồ độc, có gì nói hơn nữa không? Hả? Ờ, đọc người ta ngồi vậy nè. Dân còn sống vậy nè. Hello anh Tyson Mai. Anh Tyson Mai lên nói vài câu cho vui anh. Dạ. Nếu mà cái gì mà ngược. Nói thiệt á, Hương Lê mày ngu, nói thiệt luôn á, bằng tuổi nè, ngu. Đi lên diễn đàn đi, chỉ có tài chửi con Hà My nè thôi. Được cái gì hết á, không giải quyết được á. Trình độ của chứ nhiêu đó thôi à, khá gì. Miền thì động thư, bản thân mày là ăn ung thư đấy. Ăn thư cái lùn mày ăn, phải không? Chống còng riết ăn ung thư. Em ngồi thì sướng sướng vậy nè. Sướng sướng nè, em ung thư gì? Ung thư không có gà ăn á, có gà chạy bộ để ăn á. Bên đó gà Mỹ. Tại vì em phải nói với bên Mỹ á, mấy đứa bên có tiền nó chống cộng mà không có tiền, biết không? Hết tiền rồi đi mua đồ đông lạnh về để ăn tủ ăn. Cái đồ nó ung thư về chắc bảo quản đó. Hợp kinh luôn. Còn Việt Nam này ta ăn đồ tươi này, gà đi bộ này, không? Gà đi bộ này, cá dưới sông lôi lên ăn. Thư gì? Thư cái đầu tối ngày. Hà My nhớ lại, không cần nhớ lại. Hà My đối với các người mà chống chống cộng cực ngu, Hà My không cần gì phải nhớ. Từ nhỏ lớn tôi sống trên đất cộng sản, hiện tại tôi cộng sản, dân cộng sản, cần gì phải trả lời, đúng không? Cái cộng sản nuôi này nè, ăn no nè, sướng nè, đời tôi sung sướng thoải mái, là tư tưởng thoải mái nè, càng ngày càng xinh đẹp đó. Cộng sản nuôi như vậy thì làm sao trong cái gì? Chỉ có cái loại ăn rồi làm biến, giống như Hương Lê nè, đang sống trong Việt Nam này, cái loại làm biến ăn rồi ha,
rồi cái tiền tôi chống cộng cực ngu gửi về 100 đô 200 đô, rồi bắt đầu hả đi xuyên tạc đất nước, cái loài dưới dòi là cái loài loài bò ra xã hội này. Nói cho mà biết nè, Hương Lê là trong Việt Nam này, cái loài này ở dưới An Giang này, con Hương Lê là ở Hương Giang này, xin lỗi đi, thì cái loài ăn rồi làm biếng không chịu đi làm, rồi bắt đầu hả chỉ có 100 đô 200 đô bán rẻ lương tâm mà đi xuyên tạc đất nước, cái loài này là loài bò xã hội đối với Hà My. Cờ dư Hương Lê là không đủ tụi nói chuyện với Hà My nha, không đủ tầm cờ nha, tại vì tôi không trả lời những cái loài như vậy là không đủ để nói, tặng qua để giận giận cho vui thôi. Cái loài chống cộng cực ngu này này mà chỉ là chú cồi trong nước, những cái con này là ăn rồi xuyên tạc đất nước và xã hội này, cái loài đó nên loài bỏ ra đi, nên suy nghĩ lại cái đầu đi. Hương Lê là ai vậy Hà My anh? Con Hương Lê này á là hay vô diễn đàn bên Trương Trột ở dưới miền Tây á. Thôi vậy hả? Mày bằng tuổi tao à, mà tối ngày không được cái gì hết á, cái loài như mày xấu cho cái xã hội này thôi, không có làm gì được tích sự gì trong cái loài xã hội này hết á, ăn rồi không chịu làm, chỉ vài 300 đồng cọc cọc rồi nó gửi cho 100 đô 200 đô, cái loài cho tụi bay bởi mấy cái xã hội Việt Nam ra gì đó, loài bay á, tao không thèm nói đúng không? Mặt tụi bay còn lên diễn đàn còn chưa dám đưa ra thì có tư cách gì mà nói đi chống đất nước này? Loài cái mặt tụi bay lên là loài giấu, đi chống là phải đưa cái gương mặt của tụi bay ra, à. Đó, nó có bằng lệnh, còn không có bằng lệnh thì chỉ có nấp dưới một cái con chó mà nó nằm trong trong cái hang á để mà sủa ra căng bậy, cái đợt bậy hăm dọa đi, kêu Hà đi, kêu ba sạch đi giết con Hà My đi, xin lỗi đi, đưa mặt này giết đi, dám chống rồi chả có sợ ma nào hết, nói vậy á. Trời, với mày làm sao đủ tuổi nói chuyện với Hà My, đúng không? Tư cách cũng không đủ tuổi nè, làm ăn mày đầu óc cũng có này, mày chỉ có biết chống để kiếm 100 đô để bán rẻ lương tâm thôi. Cái bản thân mày là không đủ nói câu chứ, xin lỗi mày không đủ sách dép tao nữa. Chứ đừng có nói mà lên lên diễn đàn với Rưng Chột để chửi Hà My con này con đỉ này con đỉ nọ. Tụi bay là chỉ coi vậy thôi à, chứ không được gì hơn nữa hết. Tối ngày chỉ biết nói ung thư, ở Việt Nam ung thư. À, tàu còng lạ vô rồi, tại cái tùi bay là học thuộc lòng những cái tùi chống còng cực ngu nói hàng ngày. Xưa rồi dân dân Việt Nam không bao giờ ai xuống nữa, chỉ có đầu óc ấu trị cái tùi bay mới có cái tư tưởng như vậy, chứ còn đầu óc dân Việt Nam bây giờ không có ngu cho tùi bay nghĩ ha. Nên cái tùi bay dẹp bỏ cái suy nghĩ đi, bay nói ngày hôm nay lịch sử của ba que, nếu mà ngày hôm nay bay không làm được cái gì á thì từ nay tùi bay im cái hồng chó lại hết, dẹp mở diễn đàn cho tao đi. Đừng có mở mang nhục lắm, tại tụi bay hết rồi. Đừng có gáy lên để kiếm đồng xu tiền mà ăn nữa, nhục lắm. Anh thì anh nghĩ mấy người bên Việt Nam chống cộng thì có thể là vì vấn đề tiền. Nhưng mà bên Mỹ chống cộng thì anh nghĩ chắc có lẽ là lý tưởng. Họ lý tưởng, họ có những lý tưởng riêng của họ. Anh không nghĩ là họ chống cộng vì tiền đâu. Em nghĩ sao Hà My? Họ nói em nghĩ thế này. Thế đó. Cái miền á, cái miền là họ nói là yên trong Việt Nam. Họ là buôn hận thù. Họ chẳng qua cái lý tưởng hận thù là như nè, là họ bỏ xa quê hương đi. Có một tốt không đủ tiền để về Việt Nam, thương nhớ Việt Nam. Mà hận á, là hận khí khí á, là họ bỏ quê hương đi. Là họ mất mát. Đó, cái họ mất mát gì? Mà họ nghĩ là họ mất mát mình bản thân họ. Cộng sản, dân dân Việt Nam cũng mất rất là nhiều. Mà họ nghĩ lúc nào họ cũng mất một mình họ. Tư tưởng của họ chỗ đó, à, cái tư tưởng của họ rất là xấu xa. Họ có quyền hận, họ có quyền hận. Nhưng khi hận á là phải nghĩ, ai cũng mất mát hết, đất nước này ai cũng mất mát. Nhưng cái chuyện phải buông bỏ cái hận thù đi, đấy, mới gọi là hay đó, tiến tới để đi tới cái tương lai. Có ai chửi là... có ai chửi tụi em kìa Hà My? Bay, dạ, lũ bò đỏ, bay lũ bò đỏ kìa. Là thằng Hùng Phạm đó, ngày chống cộng cực ngu hả? Ồ, cũng gọi vẫn là dạ. À, vậy à. Dạ. À. Đó, bà quê đó. Đó, mấy cháu đó. Đó. Anh Tài Sinh Mai cố gắng lên nói vài câu cho vui anh.
bữa nay là coi như là tối thứ sáu bên anh rồi, biết mấy giờ rồi hả? Dạ. Giờ mấy giờ rồi hả? Dạ. Dạ bên này 12 giờ anh. Ồ vậy là bên giờ. Anh cũng dạ. 12 giờ đêm tối thứ sáu, dạ. Thứ bảy được thì dạ. Thứ bảy chủ nhật, dạ. Thứ hai thứ ba luôn nghỉ luôn. Dạ. Thành ra bữa còn này... đó không? Anh ok đi. Hạnh Phúc lên nói chuyện cho vui đi em. Hạnh Phúc còn không? Còn thì ok. Chị. Sao mà loại mày đó. tụi nó mà em vào diễn đàn hấu sao nó buông nhau, nó chửi em khiếp lắm. Nó chửi em y như một cái đề tài vậy đó. Bữa nay em lựa một đề tài vậy đó. Bữa nay em lựa một cái đề tài nào hay mình tập trung một đề tài mình nói chuyện đi. Giờ mày lấy đề tài nào ta? Em có một đề tài nào em nói đi. Chứ còn mình nói lan man cho vui thôi, chứ còn có đề tài thì dễ tập trung hơn. Cái đề tài mình nói à. Cộng lại mấy người cờ vàng họ cũng có thể nói luôn cho nó vui. Đề tài ngày hôm nay là em nói là giống như là biểu tình rồi đó. Ngày hôm nay là biểu tình họ xuống họ xuống đường à, là ngày hôm nay là quân đội dân gian nè. Thì em bên em á thì đúng họ kêu em biểu tình, em nói là ngày hôm nay em biểu tình gà đi bộ à, họ thì đòi xuống đường, ngày nay lịch sự họp mà xuống đường, còn em là lấy biểu tình đi xuống đường ăn gà đi bộ. Nói đến biểu tình thì anh có thằng em á, thằng em á nó nói nó làm trong cái lĩnh vực về bất động sản á, thành ra nó gặp nhiều khách hàng á. Thì lâu lâu nó gặp những người chống cộng á, họ cũng dụ nó đi đi biểu tình. Thì họ nói họ sẽ đài thọ bánh mì hay gì đó. Nước uống này kia. Mà thằng này nó làm trong lĩnh vực bất động sản thì nó đâu cần bánh mì đâu. Nó không đi. Thì cái ý anh nói là ba cái biểu tình bên này với ba bệnh biểu tình nó cũng cung cấp nước bánh mì này kia với bệnh. Các anh nào cũng tham gia thì cứ tham gia. Thành ra mấy cái hoạt động của những người những cái cộng đồng Việt Nam ở bên này thì anh thấy anh cũng chán rồi, tại vì họ ưa pha cái vấn đề mà chính trị vô bất cứ những cái hoạt động cộng đồng, ví dụ như là ngày Tết nhiều khi mình cũng chỉ muốn đi tham gia hội chợ Tết này kia, tự nhiên bắt mình đứng ngừng hết tất cả mọi người ngừng lại để chào cờ kia. Cái đó thì anh không kết lắm, tại vì anh chỉ muốn đi chợ Tết thôi. Hoặc là lâu lâu chợ Tết có chương trình mà thi hoa hậu thì anh chỉ muốn đi xem hoa hậu ấy, anh đâu mắc mới anh. Tự nhiên cái trước khi xem hoa hậu bắt anh phải chào cờ, anh không có kết. Nói chung là chào cờ anh không kết lắm đâu. Anh mấy cái hoạt động nó mất đi của anh hết. 10 phút đồng hồ phí quá, anh không kết cái đó. Chào cờ vàng cái đá, trong rồi chào cờ Mỹ nó cũng hết. Hết 20 phút. Cái đó là anh chào tới hai lượt hai lá cờ nó mệt mỏi lắm anh ha. Anh thà là anh đi ngủ xong anh chào cờ anh còn sướng hơn. bởi giờ anh nói bài họ giờ bây giờ là tư tưởng của họ là em thấy em không hiểu họ luôn á. Ví dụ như đi chùa cũng vậy, tự nhiên cái đi tới chùa tự nhiên thấy có cái cờ Phật giáo nhưng mà lại có cờ vàng, cái đó anh cũng không kết cái đó lắm, anh không kết cái hoạt động lắm. Đi coi thi hoa hậu cũng phải chào cờ, xong rồi cái đi gây quỹ cho chùa, những cái trước khi gây quỹ cũng chào cờ một phát, anh thấy cũng hơi phiền. Nói chung anh không kết cái đó lắm. Anh cư xá cho em hỏi bên Mỹ những người có tiền, có công ăn việc làm ổn định, thu nhập cao thì họ có tư tưởng lật đổ cộng sản không? Cái câu hỏi đó hay đó, cái câu hỏi của Ca Trương là cũng hay á.
Thì anh sẽ trả lời theo cái quan điểm của anh, thì trong đây cũng có nhiều người ở bên Mỹ thì có thể họ trả lời khác. Nhưng mà anh nghĩ cái tư tưởng mà chống cộng đó, nó không có ảnh hưởng đến mình làm lương bao nhiêu. Tại vì anh nói như vậy là tại vì anh thấy ngay trong gia đình của anh ruột của anh là học cao nữa, học cao mà lương cao nữa, lương rất là cao. Dạ. Cũng chống cộng, nó ảnh hưởng gì đâu. Cái chống cộng đó, nó giống như là một cái bệnh truyền nhiễm đó. Nó lây lan tùm lum hết trơn á. Nó lây lan. Dạ, như phong trào anh ha. Em có coi phim ma không? Phim ma trên Mỹ á. Cái người này á tiện cái cánh vô người kia, cái kia bị lây, xong rồi người kia bị lây, xong cái tiện cánh người nọ cái bị lây. Em coi mấy cái phim đó không? Mấy phim ma. Có. Thì cái chống cộng nó không giống vậy á. Tự nhiên cái mình thấy chung quanh mình á, tự nhiên ai cũng chống cộng á. Dạ. Yeah. Như là anh đã nói cái triết lý của anh là ai họ có quyền chống cộng. Tự nhiên họ chống cộng cái mình không đồng ý với họ là đâu được, họ có quyền chống cộng họ. Nhưng mà mình có quyền hỏi họ lý do tại sao họ chống cộng thì họ không trả lời được. Họ không trả lời lý do tại sao. Họ chỉ có biết nói mấy câu là cộng sản nó đàn ác này kia thôi. Dạ yeah, đúng rồi đó. Tàn ác này kia, hoặc là họ không biết tại sao họ chống cộng. Thì anh có biết ở trên một cái trang nhà của anh cái lý do tại sao họ chống cộng, có những lý do tại sao họ chống cộng. Em nghĩ giống như là họ nuôi cái tư tưởng họ chống cộng để sống hay sao? Không phải. Ý em nói là giống như cái tinh thần họ sống vậy đó, cái tinh thần để họ sống vậy đó. Họ ví dụ như là ca chương hỏi á thì nó không, câu trả lời của anh rất là đơn giản, cái chống cộng nó không liên hệ đến đồng lương họ làm. Họ có thể đang thất nghiệp, họ cũng có thể chống cộng, mà họ có thể làm lương rất là cao, họ có một cái công việc rất là ổn định ở trong xã hội, hoặc là họ có thể là bác sĩ luôn, họ cũng có thể là họ chống cộng. Anh thấy như ông già anh nè, ông già anh cũng chống cộng nè. Ông già anh cũng chống cộng, anh ruột anh cũng chống cộng. Ủa vậy hả? Rồi, ủa em không biết hả? Anh chưa bao giờ nói anh hả? Chưa. Gia đình anh á, anh nói thật luôn đó là có gốc rễ ở bên Việt Nam Cộng Hòa nhiều lắm. Ok, ví dụ như ông nội anh á là thượng nghị sĩ luôn á, của chính thể không phải Nguyễn Minh Thiệu á. Yeah. Thượng nghị sĩ. Mà chú anh á, chú anh là lấy con của cụ Bộ trưởng Ngoại giao Trần Văn Lắm. Em chắc em không biết Trần Văn Lắm. Trần Văn Lắm là Bộ trưởng Ngoại giao của thời Nguyễn Văn Thiệu. Rồi anh có một người chú nữa thì cũng qua đời hết rồi, thì cũng là đại tá chỉ huy trưởng á, chỉ huy trưởng trường bộ binh Thủ Đức. Thì nói chung là trong gốc rễ của Việt Nam Hòa nhiều lắm. Nhưng mà đối với anh á thì anh là con ghẻ trong nhà, mà em có thể gọi vậy đi cũng được. Anh không có suy nghĩ, nó không ảnh hưởng đến cái tư tưởng của anh. Tại vì một khi mình đã đi tìm hiểu lịch sử á, mình thấy cái gì nó đúng sai á, thì cho dù gia đình mình á có là theo chế độ kia hay gì đó, nó không ảnh hưởng tới tư tưởng của anh. Dạ. Ok. Đó là mình lập trường. Dạ, lập trường. Cái lập trường của anh là như vậy. Nhưng lập mà không có, anh... không có nghĩa là anh ngồi đây mà anh khiển trách cha ông của anh ngày xưa là sai lầm. Anh không vậy. Tại vì anh hiểu là cha ông của mình ở cái giai đoạn ngày xưa có thể họ cái hoàn cảnh gì đó họ phải làm cái gì họ cần phải làm. Dạ. Ok. Thì nó đã qua rồi, nó là mình không thể thay đổi được quá khứ. Dạ đúng rồi. Cho nên anh không hề trách cha ông của anh. Dạ. Nhưng mà cái này là cái anh tin tưởng. Anh tin tưởng là một người á mà họ có khả năng, có tài á, thì họ có ở chính thể nào đi nữa, họ cũng có thể phát huy cái khả năng của họ. Ví dụ như họ ở chính thể Việt Nam Cộng Hòa đi, thì họ phát huy họ lên một cái chức tước gì đó trong cái chính thể đó,
Nhưng mà giả tỷ họ lựa cái con đường họ đi theo cách mạng. Cứ nghĩa là phía ngoài Bắc. Thì anh tin tưởng là họ vẫn phát huy được cái khả năng của họ. Anh tự, còn có những người á mà họ không có khả năng, nhưng mà họ có cách mà họ lèo lái đó em. Họ lèo lái. Ví dụ như họ ở trong cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa, họ lèo lái, lèo lách làm sao mà họ lên được cái chức tước cao á. Khi mà năm 1975, 30 tháng 4 năm 1975 á, thì họ miền Nam bị giải phóng rồi á, thì những người không có khả năng á, họ sẽ không có, nói chung là họ sẽ, bởi vì họ không có khả năng mà, cho nên họ rớt đai lên, họ không có, họ không tiếp tục được nữa, em hiểu không? Đó, đó là cái quan điểm của anh Dễ. Nói chung là anh nói với Hà My là chống cộng nhiều lắm á. Anh ruột của anh à, không phải anh ruột anh mà có hai người anh luôn chứ không phải là một. Là chống cộng á. Rồi ông già anh chống cộng nè. Rồi ông già vợ anh cũng chống cộng luôn á. Ok. Nhưng mà cái này là anh nói á, là anh rất là may mắn, là vợ anh không có chống cộng. Chứ nếu mà vợ anh mà cũng chống cộng là chắc anh cũng mệt lắm á. Mệt mỏi luôn. Anh mệt mỏi, chắc anh ngủ salon thường xuyên á. Nhưng mà anh là tương đối là may, anh may mắn. Giờ anh có bạn anh ở bên Mỹ nè. Bạn anh cách nhà anh có mấy căn thôi à, lâu lâu tụi anh cũng nhậu hoài à. Thì bạn anh thì hô là anh bị cộng sản nó nhồi sọ. Em có nghe anh nói không? Dạ có. Ok, bạn anh nói là anh bị cộng sản nhồi sọ. Thì anh mới hỏi bạn anh chứ, ủa tại sao anh không bị Mỹ nhồi sọ mà lại bị cộng sản nhồi sọ? Tại vì anh ở với cộng sản chỉ có 7 năm, anh ở với Mỹ là 36 năm. Dạ đó. Thì ai nhồi sọ anh? Tôi đó. Thì đáng lẽ là Mỹ phải nhồi sọ anh đúng không? Anh hỏi đấy anh gì TG nói anh có khi nào hỏi tại sao họ chống cộng không? Anh này như cũng ở bên Mỹ nè, cũng ở ngay khu gần khu Cali nè. Có khi nào hỏi tại sao họ bây giờ có hỏi nữa, cái câu trả lời của họ nó cũng rất là buồn cười. Cái câu hỏi của họ, cái câu trả lời của họ thường thường nó không bao giờ có giá trị á. Cái câu hỏi của họ là nó lập trình tại vì họ bị nhồi sọ rồi đó. Nên họ sẽ lập trình, họ trả lời một cách nó ngây ngô lắm. Nó ngây ngô lắm, anh không giải thích được. Anh thề luôn á là từ ngày anh sang Mỹ chưa có một người chống cộng nào á mà họ nói một cái gì đó mà nghe nó hợp lý á. Anh chưa, anh nói thật luôn. Đó cá nhân anh thôi, anh có thể là những người ở Mỹ khác họ nghe những người chống cộng họ nói hợp lý thì anh không biết, nhưng mà cá nhân của anh thì anh chưa từng thấy ai nói một câu nào hợp lý. Ok, thí dụ trong gia đình anh nè, anh ruột của anh nè, anh ruột anh nói anh á là tao hỏi mày nha, nếu ông bà nội á mà không cứ di cư ở trong Nam á thì liệu cộng sản á nó có để yên không? Em hiểu ý nói không? Tại vì ông bà nội anh á là theo Pháp, ông bà nội anh ở ngoài Hà Nội theo Pháp, cho nên thành ra đương nhiên năm 1954 á là chia đôi đất nước đúng không, là đương nhiên là ông bà nội anh sẽ phải di cư đúng không? Tại vì mình theo Pháp mà, mình theo Pháp thì chia đôi đất nước thì di cư. Thì anh đột anh cũng hỏi chứ ông bà ngoại cũng ở lại cũng có thể yên không? Thì ông bà ngoại anh thì không có theo Pháp, nhưng mà ông bà ngoại anh thì là tiểu tư sản. Nếu mà tiểu tư sản thì Hà Nội giải phóng thì đương nhiên là tiểu tư sản là phải chia tài sản đúng không? Dạ. Bắt buộc rồi, đất nước ở cái thời gian đó, cái hoàn cảnh như vậy bắt buộc là phải, mình phải, mình không thể nào mà mình có 3-4 cái nhà ở Hà Nội mà mình không chia cho người khác được. Không, cái chuyện đó đương nhiên rồi. Dạ.
Nhưng mà cái câu trả lời của anh là như thế này à. Anh không biết Hà My nghe có hợp lý không? Cái câu trả lời của anh đối với ông anh của anh là như thế này. Là nếu ông bà nội không có di cư hay là ông bà ngoại không có di cư, anh không có quan tâm. Anh không có quan tâm là tại vì lúc đó anh đâu đã sanh ra đời đâu. Anh đâu đã sanh ra đời đâu. Mà nếu mà ông bà nội, ông bà ngoại anh mà không di cư thì ba má anh á, thay vì sanh ra 7 người con á, thì có thể là sẽ sanh ra 10 người con hoặc 3-4 người con, đúng không? Tại vì mình đang muốn thay đổi một cái gì đó trong quá khứ. Thì đương nhiên á, cái hiện tại nó sẽ khác đi. Đúng không em? Tại vì mình thay đổi quá khứ á, mà mình muốn hiện tại nó cũng giống như quá khứ đâu được. Bây giờ anh nói á, là nếu mà nội mà ngoại mà không di cư á, thì tôi có thể tôi sẽ không sanh ra đời. Mà anh với tôi có thể là không phải là anh em. Em nghe em hiểu ý anh nói không? Dạ, em hiểu. Thì vậy thì nó đâu, tôi đâu quan tâm đâu. Anh đưa ra một cái lập luận nghe đó, chỉ vì anh chống cộng mà anh đưa ra một lập luận mà nó nghe nó không hợp lý. Dạ đúng rồi. Nếu mà ông bà nội, ông bà ngoại không di cư thì hai chúng ta có thể là không phải là anh em, mà có thể tôi sẽ không phải sanh ra đời, không sanh ra đời. Tôi có thể là không phải là cư giá chị Tân, mà là cư xá gì đó. Không biết được. Nói chung là mấy người chống cộng thì cái lập luận họ nghe nó buồn cười. Mấy người chống cộng á là những người mà hồi xưa mà em thường là hay nói là cứ nói là đất nước cái gì họ kêu gọi là cái gì tỉnh Trung Quân người ta họ kêu là hồi xưa mình là chia đôi ra đó anh. Chia đôi đất nước hả hay là gì? Đúng rồi, chia đôi miền Nam Bắc á, Nam Bắc á, tôi gọi là cái gì của anh. Họ dùng chữ là hai từ là hai nước á, giống miền Bắc miền Nam á, anh tỉnh Trung Quân ở già đó đó, hay dùng cái từ đó là sao? Thôi họ dùng cái từ mà Bắc Nam á, hồi xưa mà chia ra là kêu là hai nước á. Không thể nào gọi được hai nước. Không, ừ, không thể. Thì bên thì đó thì em á, cái lập luận cái câu mà những cái bên Trương Trột á là cái gọi là hai nước, em nói là không hai nước, người ta mà hai nước. Đó. Đó, không thể là hai nước được. Đó, chính những người công cộng họ có một cái tư tưởng chỗ đó đó. Không thì những người mà họ có tư tưởng mà nói chung là cái tư tưởng phản dân tộc á, cái tư tưởng phản dân tộc á thì họ nói lên cái gì nghe nó cũng không có hợp lý hết. Nhưng mà họ không biết là họ nói không có hợp lý. Ví dụ như họ nói nước Việt Nam có nước miền Nam, nước miền Bắc. Bắc mới thì các anh xâm lăng hay là các anh cứ kiếm chuyện với miền Nam. Miền Bắc cứ kiếm chuyện với miền Nam, cái trong cái vấn đề mà mình bàn về chính trị hay lịch sử á, mình không có dùng cái từ kiếm chuyện. Kiếm chuyện nó không phải là cái từ, không phải cái từ để dùng trong cái vấn đề mà miêu tả lịch sử được. Không, kiếm chuyện đó là chỉ có khi nào anh với em, anh 10 tuổi, em 8 tuổi, anh kiếm chuyện với em rồi không? Hai đứa nít nó kiếm chuyện với nhau chứ. Còn ở đây mà đang bàn về tài chính trị, kiếm chuyện mẹ gì? Tại vì họ không hiểu cái lịch sử là tại sao nước Việt Nam mình chia đôi. Họ không hiểu. Họ chỉ biết đó. Họ chỉ biết là bây giờ năm 75 giải phóng đất nước cộng sản, họ cho là xâm lăng miền Nam, xong rồi họ bị mất mát, gia đình họ bị mất mát cái gì đó, rồi cha ông họ nhồi sọ họ là cộng sản tàn ác này nọ đó. Rồi chính anh nói câu này là chính là em đang muốn nói đây. Là những tại vì em đi theo diễn đàn những thằng bên Trương Trột với thằng Tân Thái là chuyên gia, nó nói những câu lập luận với câu này. Câu này là em lên từng trả lời với thằng Lê Đương Chột, em nói Việt Nam chỉ có một nước thôi. Rồi nó gieo vào cái tư tưởng những cái là miền Nam với miền Bắc. Không thì anh đã nói những người mà có tư tưởng phản dân tộc đó, thì họ nói gì, họ muốn nói gì họ nói, quyền của họ. Đó. Nhưng mà mình có nghe hay không là quyền của mình. Thì họ nói là hai nước. Nhưng mà theo anh á thì thí dụ như giờ để anh giải thích nè. Anh nghe cái từ mất nước nhiều lắm. Sau năm 1975, ngày 30 tháng 4 năm 1975 á, thì bị mất nước. Em có nghe từ đó chưa?
Dạ có em. Ok, thì cho anh giải thích như thế này nè. Là đối với anh, theo anh hiểu, thì một khi mình nói mất nước, có nghĩa là cái nước của mình nó vào tay một cái thế lực ngoại bang. Yeah. Ok, mà cái chủ quyền của đất nước nó không còn nữa, mà mình không còn một cái quyền quyết định về kinh tế, chính trị, xã hội, y tế hay bất cứ cái gì, mình không có cái quyền gì nữa. Thì cái đó là mất nước. Nhưng mà nói lại, cái quan trọng nhất là cái nước mình nó vào tay một ngoại bang thì mình mới dùng cái từ mất nước. Còn mấy người này họ lạm dụng cái từ mất nước quá. Làm sao mà có thể nào mà miền Nam mà bị mất nước vào tay một người cũng là Việt Nam luôn, nó không thể gọi mất nước được. Mà cái đó là một thay đổi một chính thể thôi, đó là thay đổi một chính thể. Thí dụ như Việt Nam Cộng Hòa bây giờ đó, cái chính thể nó thay đổi, nó thành là bây giờ nó là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vậy thôi, gì đâu mất nước. Nhưng mà nếu mà mình bỏ những cái mất mát cá nhân của mình hay là những cái hận thù cá nhân của mình để mình nhìn thoáng, mình thấy là nước Việt Nam mình hiện nay là thống nhất với lại rất là độc lập. Đó là điều đó. Đó là điều mừng chứ sao? Tự nhiên mình lại cảm thấy hận thù là sao? Mình bỏ đi cái mất mát cá nhân của mình đi. Chứ mình cứ lấn cấn ba cái chuyện cá nhân gia đình của mình, rồi mình hận thù, mình tự mình hận thù mà đó. Anh nói cái này cũng chính xác vậy này, cho em nói cái họ là họ cứ nghĩ cái bản thân họ thôi, họ cứ nghĩ bản thân họ là mất thôi. Giống như anh là anh nói là theo tôi họ chỉ vì họ có quyền trước giờ mất hết nên họ mới hận thù. Thì cái chỗ đó là tại vì sao? Ở đây nói chung là dân Việt Nam mất, cộng sản cũng mất này, họ cũng mất, mà họ nghĩ biết bản thân họ thôi, họ cứ nghĩ bản thân họ là mất, chứ bao nhiêu người mất, mất cả nước ai cũng mất hết. Nhưng không, mình thì, không bỏ xuống cái đó mới quan trọng. Thì nếu mà tranh luận đó, thì anh thì anh nghĩ này nè, mình cứ đặt cái câu hỏi trước khi mình tranh luận đó, mình đặt cái câu hỏi này nè. Bây giờ hai chúng ta tranh luận, nhưng mà chúng ta phải đặt cái quyền lợi gì lên trên hết. Thì mình phải nói là mình đặt cái quyền lợi đất nước Việt Nam với lại dân tộc Việt Nam mình lên trên. Dạ đúng rồi. Nếu mà họ đồng ý với em á, thì chúng ta tranh luận. Còn họ không đồng ý với em á, thì không cần tranh luận. Tại vì họ đặt cái quyền lợi, ví dụ như họ đặt quyền lợi nước Mỹ lên trên á, thì họ đâu có sai đâu. Những gì họ nói không có sai. Nhưng mà nó không có gì để tranh luận hết. Tại vì hai bên tranh luận mà không đặt một cái quyền lợi chung thì tranh luận là gì? Dù em đặt quyền lợi Việt Nam là dân tộc Việt Nam, mà cái người đó là đặt quyền lợi nước Mỹ là dân tộc Mỹ, tự nhiên cái tranh luận nó chết quớt, nó đâu vô đâu. Nó lạc đề. Cho nên trước tiên mình đặt cái tiêu đề mình á, là anh phải đồng ý với tôi là anh đặt quyền lợi Việt Nam là dân tộc Việt Nam là nhân trên. Mấy mà người đó ok rồi á, thì tiếp tục tranh luận. Nhưng mà để anh nói cho Hà My nghe cái này nè. Nếu mà họ đồng ý với em á, là đặt cái quyền lợi Việt Nam với lại dân tộc Việt Nam để lên trên hết á, thì bắt buộc á, là họ, nếu mình tranh luận á, thì họ phải đồng ý với em. Bắt buộc họ phải đồng ý với em. Nếu mà họ không đồng ý với em là họ sai. Đúng không? Bắt buộc. Bắt buộc rồi. Thí dụ như bây giờ nước Việt Nam mình đang phát triển, dân tộc Việt Nam mình đang phát triển, con người Việt Nam mình mập mạp, họ có quần áo tốt mặc. Tại sao họ không mừng? Nếu họ không mừng, có nghĩa là họ đâu đặt quyền lợi Việt Nam là dân tộc Việt Nam lên trên đâu. Hello, anh Tư Tân Bình. Chưa, em chào anh Minh. Tư. Chưa, không đâu có thấy gì đâu. Nha. Chưa, có thấy gì đâu. Nãy giờ em chém gió nhiều, nếu mà các anh có lên nói thì cứ lên nói, đá em xuống ok. Anh đâu lên thì ok. Em hả? Em ngày hôm nay là em ở nhà nguyên ngày luôn. em ở nhà nguyên ngày luôn. Thì bữa nãy mà đang nói về đề tài gì lại quên nữa. Ây da, quyền nhân tộc. Thì đó. Ta quyền nhân tộc. Nhưng mà cái này là anh nói anh không bưng bô ai á nha.
tại vì anh ưa bị chụp mũ, anh bị chụp mũ chán. Anh nói thẳng nha, anh sống ở Mỹ nhưng mà nếu mà nước Việt Nam mình mà phát triển á, nước Việt Nam mình phát triển, con người Việt Nam mình phát triển, mà nước Việt Nam mình độc lập nữa là anh vui rồi, anh vui, anh không có, anh không quan tâm. Có những cái chuyện mà ví dụ như là tham nhũng hay là có những thành phần nó hủ hóa em, cán bộ hủ hóa này nọ, thì không có, môi trường nào cũng có, nhiều ít thôi, môi trường nào cũng có, Mỹ nó cũng có. Anh không quan tâm cái đó, tại vì anh quan tâm anh cũng không làm gì được. Cái đó là cái chuyện đó của Việt Nam rồi, nó ngoài cái tầm tay của anh rồi. Thí dụ như nước Việt Nam mình á, nó có tham nhũng nhiều hoặc là nó có những thành phần hủ hóa nhiều, thì anh không thích, nhưng mà anh không thích cái đó, nhưng mà anh không làm gì được. Anh không có, anh có nói nữa cũng chả ảnh hưởng gì. Cái đó chỉ có tụi em với lại nhà nước Việt Nam mình lo cái đó thôi. Anh đó mà những nhà nước chính quyền mình họ còn để làm cho tốt, không có bớt cái tham nhũng. Rất đúng là rồi. Làm dân mình rất là hài lòng về cái chuyện đó. Tại vì nhà nước mình làm cũng đưa lên tất cả đài truyền hình anh chị mình mới biết được chứ. Họ phải giải quyết giờ em nghĩ đấy, một con sâu mà làm rầu nồi canh cũng phải là một cái nhà mà hư bị bể một tí mà mình đòi đập hết cả nhà để mình làm á thì không có được. Anh chị chỗ nào hư thì mình làm lại cho nó tốt đẹp. Thì cả bằng tay mình cũng ngắn không dài. Một cái nước mà vừa mới sau chiến tranh nó cũng chỉ là một nước thuộc thế giới thứ ba thôi. Mà bây giờ đang phát triển thì đương nhiên có những con người họ sẽ sẵn sàng họ hủ hóa. Đương nhiên có, cái đó bình thường. Nhưng mà nhìn chung thì nước Việt Nam mình là khá rồi. Đâu có sao. Anh là anh ok, anh không có cái gì mà anh complain hết. Cái thành phố gì Hà My? Thành phố này là thành phố Bình Dương đấy hả? Dạ, em Bình Dương, Dĩa An đây. Dĩa An đây anh. Dạ, em đây nè. Khu vực nhà em đây nè. Em đi bộ tàn tàn đây, đi ra uống cà phê đây. Đó, phải sung sướng á. Đó, em thấy nơi Việt Nam mình á, em là sinh ra chiến tranh. Mà em thấy đất nước của mình á, em thấy em thì xem trên truyền hình thôi, các nước kia họ chiến tranh rất là thấy là đau thương, xác chết thì đầy. Em nghĩ chỗ đó mà em nhìn lại đất nước mình thì em thấy em cũng thỏa mãn. Em không có so gì nhiều, em so lại những cái đất nước họ chiến tranh lên coi thời sự phim thời sự đó, các nước kia vậy. Thì anh cũng như em thôi, anh thích hòa bình, anh thích hòa bình, anh không thích chiến tranh. Đó, em cũng vậy. Nên chứ mình là một người dân, mình một người dân thì mình sống cho tốt cho bản thân và góp sức cho mình, góp sức gì nhiều, mình góp sức làm một công nhân tốt cho đất nước. Mình xây dựng cho đất nước là mình làm một công nhân tốt, làm xấu cho cái đó. Thành như em đi ra ngoài cái tự nhiên cái nó bị sóng yếu rồi. Ơi, sao anh còn mạng không ta? Anh còn không ta? Anh còn không ta? Ôi, dê nướng nè.
Có dê. Dê đang quay. Quay dê. Ủa thấy ngon quá vậy. Ồ dê. Là dê hả? À dê. Dê quay. Việt Nam. Anh cứ xá đâu rồi. Ủa trời ơi thơm quá. À, mất sóng hả Mi? Ừ đừng mất sóng nè. Đó là dê. Để Hà Mi về tí xíu cái đã. Gần tới nhà rồi. Là sóng mạnh. Chúng Mi mất sóng đó. Nên chỉ mấy người này chống cộng riết thấy nó gì đâu không. Thấy nè. Ở Hà Mi, chỗ Hà Mi thì mát mẻ vui. Yên tĩnh. À.